chương 580, Hàn băng lão nhân, Lâm Tiêu Thầm cảm thán rằng, không uổng là thành hắc lĩnh nơi các võ giả trong yêu ma lính tụ tập. Tiếc rằng có nhiều món đồ nhưng Lâm Tiêu tạm thời chưa thấy thứ hợp mắt. Đi sâu vào đại điện giao dịch, trừ mấy quầy thủy tinh ra tận cùng đại sảnh có các gian cửa hàng, là cứ điểm của một số thế lực lớn. Ong ong ong, nguyên khí hình sóng đậm đặc xuất hiện, mùi thuốc thấm ruột gan lan tỏa hấp dẫn nhiều người dừng chân đứng xem. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, dao động đến từ cửa hàng thứ hai đằng trước. Một gốc linh dược hình người màu lam đặt trên quầy, tỏa ra dao động nguyên khí, ánh sáng rực rỡ. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, là linh dược Thất giai Lung Phong Lan. Lung Phong Lan là linh dược thất giai, sinh trưởng trong khu vực lạnh lẽo, cần bồi dưỡng trăm năm mới chín. Trong Lung Phong Lan chứa năng lượng cường đại có thể giúp chân nguyên trong người võ giả Quy Nguyên cảnh ngưng tụ rồi giàu hơn, nếu tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn thì hiệu quả càng tuyệt. Võ giả hóa phàm cảnh dùng Lung Phong Lan cũng được lợi lớn, nhưng không nổi bật như cường giả Quy Nguyên cảnh bàn về công hiệu thì thất sai lung phong lan lợi hại hơn thiên nguyên long quả lúc trước lâm tiêu dùng một bậc công hiệu của thiên nguyên long quả là cho võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có xác suất nhất định đột phá quy nguyên cảnh khiến võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ giành giật nhau lung phong lan thì nhằm vào võ giả quy nguyên cảnh hai tác dụng khác nhau tạo thành giá trị cũng khác nhau diệp hoa lắc đầu nói không ngờ có bán lung phong lan linh dược thất sai tiếc rằng linh dược như vậy có giá ít nhất mấy ức lượng chúng ta không mua nổi trừ quy nguyên cảnh chỉ có các cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ kinh nghiệm lâu năm mới cạnh tranh được nhưng dù có số tiền đó thì bọn họ cũng không mua lung phong lan la liệt nghi hoặc hỏi tại sao diệp hoa liếc la liệt còn cần hỏi diệp hoa kiên nhẫn giải thích lung phong lan thích hợp cho cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh tác dụng với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong không lớn hiệu quả không mạnh bằng một số linh dược lục giai võ giả hóa phàm cảnh mua lung phong lan không được ích gì quan trọng nhất là linh dược như lung phong lan hấp dẫn cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh. Thất phu vô tội hoài bích có tội, người nào biết một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có lung phong lan thì chắc chắn cường giả hóa phàm cảnh đó sẽ phơi thây nơi hoang dã trong vòng 2 ngày. Lâm Tiêu gật gù, sau khi chấn lột ba đại gia tộc thành đại viêm thì hắn có số tài sản kê xù, mua lung phong lan dễ như chơi. Nếu lung phong lan giúp ích lớn cho Lâm Tiêu tu luyện, có lẽ hắn sẽ mua nó, nhưng bây giờ hắn không chút hứng thú với nó không chỉ đám người lâm tiêu, nhiều võ giả đứng xem bàn tán xôn xao, nhưng không ai đi lên hỏi giá. Đột nhiên một lão nhân mặc võ phục màu xanh, tóc muối tiêu bước tới gần quầy hàng. Vẻ mặt lão nhân vừa mừng vừa sợ, ủa, là lung phong lan, không ngờ ta may mắn đến vậy. Lão nhân khoảng năm, sáu chục tuổi, tóc muối tiêu nhưng mặc hồng hào, da căng bóng. Lâm tiêu vô tình toát ra tinh thần lực tứ phẩm mới đến gần lão nhân đã bị hút vào vực sâu bão tố vô tận, chứa khí tức lạnh như băng tinh thần lực tứ phẩm bị cắt nát lâm tiêu cảm giác lực lượng mạnh mẽ kéo hắn vào vực sâu đóng băng hắn lâm tiêu giật mình thầm nghĩ khí thế thật khủng khiếp lão nhân cường đại vượt qua lâm tiêu tưởng tượng chắc chắn là cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh diệp hoa khẽ kêu là hàn băng lão nhân các võ giả biết lão nhân cũng mắt sáng rực châu đầu ghé tai lâm tiêu nghi hoặc hỏi hàn băng lão nhân có lai lịch gì Hàn Băng lão nhân là một thái thượng trưởng lão của Hàn Băng cốc ở gần đây, nghe nói thực lực đã đến đỉnh quy nguyên cảnh. Hàn Băng lão nhân tu luyện Hàn Băng chân khí đang phong tạo cực, đã từng một trưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước, thực lực siêu khủng bố. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, một trưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước, uy lực như thế đã vượt qua cực hạn của võ giả hóa phàm cảnh. Dù võ giả hóa phàm cảnh có nguyên lực thâm sâu cỡ nào cũng không thể đóng băng cả thác nước, chỉ có chân nguyên đáng sợ mới tạo thành kết quả này hàn băng lão nhân hỏi nhân viên bán hàng gốc lung phong lan này bán ra sao nhân viên không dám chậm trễ chạy vào cửa hàng không lâu sau một nam nhân trung niên uy nghiêm đi ra khí thế cực kỳ hùng hồn cũng là cường giả quy nguyên cảnh nam nhân trung niên thấy hàn băng lão nhân thì cười nói hóa ra là hàn băng lão nhân lung phong lan này chắc giá năm ước lượng nếu muốn thì có thể lấy đi ngay năm ước lượng giá vừa phải hàn băng lão nhân gật đầu nói ta muốn hàn băng lão nhân vung tay, một chồng kim phiếu hiện ra trên quầy, không nhiều không ít, vừa lúc năm ước lượng. Hàn băng lão nhân cầm lung phong lan, đi xa trong ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người. Nhiều võ giả tặc lưỡi, võ giả quy nguyên cảnh đúng là giàu sụ, lung phong lan mới xuất hiện 10 phút đã bị người mua ngay. Thái độ mua lung phong lan như chọn đồ ăn của hàn băng lão nhân càng khiến nhiều võ giả rất hâm mộ. Đám người lâm tiêu tiếp tục đi dạo trong đại sảnh, đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem, ủa, là quầy hàng của thương hội Hắc Kim, các người chờ một chút, ta đi mua ít đồ. Lâm Tiêu thấy quầy hàng của thương hội Hắc Kim liền vào trong. Trưởng quầy là một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, thấy Lâm Tiêu bước vào thì nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý mà Trịnh Cường chấp sự thuyền phá lãng cho mình, hỏi thăm. Ta muốn mua 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, các người có không? Nguyên khí đan là đan dược lưu thông rộng nhất đại lục thương khung, có thể sử dụng như đồng tiền. Thương hội Hắc Kim là một trong thương hội hạng nhất đế quốc Võ Linh, chắc chắn có bán ngũ phẩm nguyên khí đan. Nhưng ngũ phẩm nguyên khí đan thuộc hàng linh dược cao giai, không phải ai cũng mua được trong cửa hàng thương hội Hắc Kim. Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý ra, lão nhân cười nói: "Thương hội Hắc Kim chúng ta là một trong ba đại thương hội của đế quốc, đương nhiên có ngũ phẩm nguyên khí đan. Xin các hạ đợi chút." Không lâu sau lão nhân lấy hai bình ngọc trong cửa hàng ra. "40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, thẻ khách quý bớt 10%." tổng cộng một ước tám ngàn vạn lượng giao tiền lấy hàng lâm tiêu cùng la liệt diệp hoa ra khỏi cửa hàng của thương hội hắc kim sau khi đi ra la liệt nhìn lâm tiêu chép miệng nói lâm sư huynh giàu quá một lúc mua bốn người viên ngũ phẩm nguyên khí đan la liệt là đệ tử trại huấn luyện thiên tài trên người gã cũng có một hai ước lượng. lượng nhưng lâm tiêu tùy tiện lấy ra một ước tám ngàn vạn lượng mua ngũ phẩm nguyên khí đan làm la liệt trợn mắt há hốc mồm dù là đại ca của gã cũng không rộng rãi thoải mái như thế được Đoàn người đi dạo một vòng lớn, phát hiện nhiều báu vật trong đại sảnh giao dịch, nhưng không nhiều thứ hợp với mình. chương 581, Long Ma Giáp, một số báu vật như lung phong lan mới xuất hiện không lâu liền bán đi. Trong đại điện giao dịch muốn có thứ mình muốn, thường không chỉ phải có tiền mà còn cần phải có vận may nữa. Nội giáp lục dai này của ngươi đắt quá, giá tiền như thế khó ai mua nổi. Không bằng bán rẻ chút đi, lâm tiêu chợt nghe đằng trước có tiếng xôn xao, nhiều võ giả vây quanh trước quầy hàng bàn tán về báu vật lâm tiêu lòng máy động nội giáp lục giai hiện giờ lâm tiêu vẫn còn mặc thanh nguyên giáp ngũ giai là phần thưởng của trại huấn luyện thiên tài lúc lâm tiêu vào thiên mộng bí cảnh thanh nguyên giáp coi như là đã giúp hắn có được công lao hiển hách còn giúp hắn đỡ được đòn công kích của kim minh nếu không lúc đó hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi sau này thanh nguyên giáp còn cùng lâm tiêu trải qua nhiều cuộc chiến cũng nguy hiểm không kém nhưng chiến đấu quá nhiều thanh nguyên giáp lành lặn giờ đã có nhiều vết sạt trận vặn rách nát không chịu nổi sức phòng ngựa kém hơn rất nhiều chẳng qua không tìm được nội giáp mới nên lâm tiêu không đổi thanh nguyên giáp giờ nghe có nội giáp lục giai làm hắn động lòng lâm tiêu chưa mở miệng thì la liệt thích náo nhiệt đã lao vào đám người đi vào xem đây là một quầy hàng không lớn chủ bán là một nam nhân trung niên mặc võ phục màu xám khí thế sắc bén kinh người cũng là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong giữa quầy đặt một nội giáp màu đen nội giáp rất lạ chỉ một màu đen phải giáp đen tầng tầng như vậy yêu thú Nội giáp được đặt trong quầy toát ra khí thức kinh người Nó là báu vật có uy lực không nhỏ La liệt kinh hô Không uổng là nội giáp lục dai Nhìn thôi đã thấy nó không giống đồ thường rồi Nhưng xem giá tiêu chuẩn của nội giáp Thì la liệt lập tức trợn to mắt Kêu to ba ức lượng Đùa sao Giá nội giáp này là ba ức lượng La liệt giật mình kêu lên Giá của lung phong lan mới có 5 ức lượng Bộ nội giáp lục dai này gần như tương đương với gốc lung phong lan Đắt quá vậy thường giá của nội giáp cao hơn vũ khí một chút, nhưng ba ức lượng thì quá đắt rồi, người bình thường không mua nổi. Lâm Tiêu, Diệp Hoa cũng hơi giật mình, đúng rồi, ba ức lượng thì mắc quá, nếu bán rẻ chút chúng ta mua ngay, một ức năm ngàn vạn lượng, bán không, có võ giả mắt nóng nảy hỏi, ngươi ra giá, giá thế là không đúng, ta đã xem qua nội giáp, chất lượng không tệ, bán một ức năm ngàn vạn lượng thì hơi ít, nhưng ba ức lượng quá mắc. Thôi ta cho ngươi lời chút, hai ức được không, ta mua, hiển nhiên võ giả đó rất thích nội giáp này. Nam nhân trung niên im lặng, bốn phía quá ồn ào gã mới lạnh lùng nói. Nội giáp lục giai này là ta lấy từ phế tích viễn cổ trong yêu ma lĩnh, tên là Long Ma Giáp. Trong số nội giáp lục giai Long Ma Giáp thuộc hàng tinh phẩm, nếu không phải ta cần dùng tiền gấp thì đã không lấy ra bán. Muốn mua thì mua, không mua thì thôi, tuyệt đối không bớt giá. Có võ giả lẩm bẩm, cần tiền gấp mà còn cứng miệng, lại còn bán đắt vậy. Có võ giả hóa phàm cảnh nào chịu mua? Dù muốn cũng không mua nổi, nội giáp này nhìn là biết thứ tốt, tiếc rằng quá đắt. Sợ là chỉ có những cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ mới đồng ý bỏ nhiều tiền ra mua nội giáp như vậy. La liệt, diệp hoa kinh thán, lắc đầu. Giá nội giáp lục dài bình thường khoảng hơn một ức lượng, với giá đó chắc chắn nhiều võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chịu mua ngay. Nếu là hai ức lượng thì ít ỏi vài người cắn răng mua long ma giáp. Nhưng ba ức lượng giá vượt qua khả năng chịu đựng của nhiều người dù là gia tộc đám người hạ luân thành đại viêm cũng sẽ không bỏ tiền ra mua nội giáp giá 3 ức lượng. Chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới không để mất chút ngân lượng này. Nhưng nội giáp thì luôn nhằm vào võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh chuyển hóa nguyên lực thành chân nguyên, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Bằng vào vòng bảo hộ chân nguyên hình thành ngoài người đã đáng sợ hơn nội giáp lục dai nhiều, không có cường giả quy nguyên cảnh nào chịu mua nội giáp lục dai. Võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ thì khó trả nổi số tiền lớn. Lâm Tiêu bước tới quầy hàng, mắt lóe tia sáng hỏi. Có thể cho ta xem nội giáp này không? Võ giả trung niên ngước nhìn Lâm Tiêu, cảm nhận khí thế hùng hồn trong người hắn. Võ giả trung niên gật đầu, lấy nội giáp ra đưa vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vuốt lòng ma giáp, cảm nhận lực lượng dồi dào, chứa khí thức cổ xưa khiến người sợ hãi. Tài liệu làm long ma giáp này rất kinh người. Nội giáp rất mềm nhưng vảy đen rậm rạp bên ngoài cực kỳ cứng rắn, tỏa vầng sáng đen dưới ánh đèn đại điện giao dịch. Lâm Tiêu ngước lên nhìn võ giả trung niên, hỏi, ta thử độ mạnh của nó được không? Võ giả trung niên gật đầu, nói, được, vẻ mặt võ giả trung niên thản nhiên, tràn ngập tự tin vào nội giáp của mình. Được sự đồng ý, Lâm Tiêu đâm ngón tay vào long ma giáp. Một chỉ nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển. Có hơi thở đau khí mông lung như cây kim đâm vào long ma giáp. Xoẹt, ngón tay như đâm vào bông gòn, Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng đâm vào long ma giáp bị phân tán. Long ma giáp ngăn cản, nguyên lực xuyên thấu chỉ còn 7 phần. Quan trọng nhất là 7 phần công kích không tập trung ở một điểm mà bị long ma giáp phân tán ra xung quanh. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ, long ma giáp này quá đáng sợ, có thể tiêu trừ 3 phần lực lượng của ta, 7 phần sót lại bị phân tán, tương đương yếu đi 5 phần xung lực, đúng là bảo bối. Lâm tiêu động tâm, lâm tiêu tu luyện long tượng luyện thể, lực phòng ngự vốn đã rất kinh người, nếu có thêm long ma giáp thì lực phòng ngự sẽ đến trình độ rất khủng bố. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong di tích yêu ma lĩnh mình mông đầy nguy hiểm, mỗi năm biết bao nhiêu võ giả chết trong đó. Võ giả quy nguyên cảnh cũng có khả năng chết tại chỗ. Tuy ta khá mạnh nhưng so với những cường giả quy nguyên cảnh thì không là gì cả, có thêm long ma giáp thì sát suất sống tăng nhiều. Lâm Tiêu lấy ra sấp ngân phiêu trị giá 3 ức lượng ngay, đưa tới trước mặt võ giả trung niên. Ba ức lượng, ta mua long ma giáp này. Lâm Tiêu chấn lột 16 ức của ba đại gia tộc thành đại viêm, chỉ cần món đồ đáng giá thì hắn không tiếc gì ba ước lượng võ giả trung niên ngây người gã không ngờ lâm tiêu còn trẻ mà dứt khoát vậy lấy ngay ba ước lượng ồn ào đám võ giả vây xem xôn xao bị hành động rộng rãi của lâm tiêu làm rung động la liệt diệp hoa giật mình chừng mắt nhìn lâm tiêu ba ước lượng không phải con số nhỏ là cả một gia tài với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường bình thường chỉ có mấy siêu cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ hay xuất thân từ đại gia tộc đại thế lực mới bỏ ra nhiều tiền mua một nội giáp. Thiếu niên này là ai? Lấy ra ba ức lượng ngọt xuất, chương 582, tông thứ 1, có ba ức lượng cũng không là gì, nhưng không nhiều người chịu bỏ số tiền đó ra mua nội giáp. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong, lão hủ ta lang bạt mấy chục năm cũng không dám mua nội giáp này, thiếu niên thì dễ dàng bỏ tiền ra mua, xấu hổ thật. Đám võ giả tặc lưỡi kinh thán, ánh mắt hao háo nhìn lâm tiêu. Có một số võ giả mắt lóe tia âm trầm, mắt xoay tròn định bụng đi ra ngoài sẽ cướp giật. Bề ngoài Lâm Tiêu quá trẻ, tuy khí thế không yếu nhưng trong thành Hắc Lĩnh chưa đủ mạnh để chấn nhiếp mấy cường giả này. Võ giả lăn lộn trong thành Hắc Lĩnh có ai không liếm máu trên lưỡi dao, sống trong chiến đấu đẫm máu. Chuyện giết người cướp của ngoài đồng vắng như cơm bữa, các võ giả giật mình, võ giả trung niên thì cầm sấp ngân phiếu đếm từng tờ. Võ giả trung niên gật đầu, nói, đúng là ba ức lượng, bây giờ long ma giáp này thuộc về ngươi. Võ giả trung niên dọn dẹp đồ đạc, đã bán xong long ma giáp, gã định đi. Lâm tiêu xoay long ma giáp, đang định cất thì đột nhiên. Một thanh âm lạnh lùng nói, khoan đã, đám đông tách ra, một nam nhân trung niên mũi ưng, mặt có vết đao đi ra. Đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm long ma giáp trong tay lâm tiêu, ánh mắt nóng cháy. Nam nhân trung niên sải bước đến trước mặt lâm tiêu, mỉm cười hỏi. Vị bằng hữu này, tại hạ rất thích long ma giáp, hay bằng hữu bán lại cho tại hạ đi khuôn mặt âm u vết đao ở khóe miệng làm nụ cười của nam nhân trung niên thật đáng sợ âm trầm là tông thứ trưởng lão của hắc hóa môn sao lại là hắn thiếu niên xui xẻo rồi tông thứ là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thành danh lâu năm thực lực công tham tạo hóa gần như vô địch trong võ giả hóa phàm cảnh trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh võ giả bình thường không đánh lại tông thứ không biết thiếu niên sẽ lựa chọn thế nào ta nghe đồn tính cách tông thứ nóng nảy sát khí nặng tất cả người đối nghịch với tông thứ chưa từng có kết cục tốt. Xuyệt, muốn chết sao mà nói không lựa lời, coi chừng bị tông thứ nghe được là ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Đám người xì sầm bàn tán, lâm tiêu phẩy tay từ chối thẳng, xin lỗi, ta đang cần long ma giáp này, các hạ hãy tìm báu vật khác đi. Bằng hữu đừng vội vàng từ chối, tông thứ vẫn cười tủm tìm, tông thứ ta có chút danh tiếng trong thành hắc lĩnh, kết bằng hữu càng tốt đúng không? Ta thấy các hạ lạ mặt, lần đầu đến thành hắc lĩnh đúng không? miễn các hạ bán long ma giáp cho ta thì ta bảo đảm sau này trong thành hắc lĩnh không còn ai dám gây sự với ngươi không đợi lâm tiêu trả lời la liệt khó chịu la lên ha 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 ngươi nói làm chúng ta cười rụng răng chúng ta còn cần ngươi bảo vệ sao mắt tông thứ lóe tia âm trầm nhìn la liệt a à, diệp hoa vội kéo la liệt lại không nên nói lung tung tông thứ nheo mắt bắn ra sát khí âm trầm nói tuổi trẻ mà giọng không nhỏ đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nếu quá kiêu ngạo e rằng không sống ra khỏi thành hắc lĩnh được. Tông thứ lạnh lùng cười, ta cũng vì tốt cho các ngươi, long ma giáp là báu vật không phải ai cũng có tư cách sở hữu. người không có thực lực chưa biết chừng sẽ chết khi đi ra ngoài bị giết người cướp báu vật. không phải người nào cũng tốt như ta dễ nói chuyện đâu. nhìn như tông thứ nhắc nhở nhưng giọng nói tràn ngập uy hiếp ý đồ quá rõ ràng. lâm tiêu nhìn thấu ý tưởng của tông thứ đa tạ nhắc nhở đáng tiếc ta không bán. Lâm Tiêu lười quan tâm Tông Thứ, hắn cùng la liệt, Diệp Hoa quay đi. a à, Tông Thứ lắc người chặn trước mặt Lâm Tiêu, đôi mắt âm trầm, cười gần nói. Ha ha ha, xem ra các hạ không chịu quen bằng hữu ta đây. Đối phương năm lần bảy lượt ngăn trở làm Lâm Tiêu nhíu mày, nheo mắt nói. Nơi này là đại điện giao dịch, không bán tức là không. Sao, người muốn ăn cướp hả? Tông Thứ hít sâu một hơi kìm chế sát khí tràn ra con mắt, cố gắng dịu giọng. Các hạ, ta không muốn khiến sự việc trở nên căng thẳng, thêm một bằng hữu là thêm một con đường. Vậy đi, ta ra giá hai ức lượng mua long ma giáp của ngươi, sau này nếu ngươi gặp rắc rối gì trong thành hắc lĩnh cứ đến tìm ta. Lâm tiêu xì cười, hai ức lượng, lâm tiêu mới mua ba ức, tông thứ muốn qua tay mua long ma giáp với giá hai ức lượng, gã đã quá tự phụ hay xem lâm tiêu là đồ ngốc. Lâm tiêu lạnh lùng quát, tránh ra, lâm tiêu lướt qua tông thứ, vù vù vù, ngoài người tông thứ toát ra dao động nguyên lực đáng sợ, nguyên lực đậm đặc lập tức bao phủ lâm tiêu khí thế đáng sợ như sóng biển ập đến nhưng lâm tiêu vẫn ung dung rời đi không thèm để tông Thứ vào mắt tông thứ cố nén xúc động muốn giết người mắt gã âm trầm nhìn lâm tiêu nhếch môi lạnh lùng cười tiểu tử thối rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người tự muốn tìm chết tông thứ quay đi xa ồn ào hai bên rời đi đám người vây xem trâu đầu ghé tai tiểu tử này là nhân vật gì mà không thèm để tông Thứ vào mắt thật là gan to bằng trời Ta không biết tiểu tử mua long ma giáp nhưng một đồng bạn của hắn cầm trường côn màu đen dường như là Diệp Hoa, thuộc trại huấn luyện thiên tài của quận An Định, thực lực đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành. ỉ vào thân phận đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định, không sợ tông thú cũng đúng. Đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định, có thể đi chung với Diệp Hoa chắc chắn cũng không phải người bình thường, có lẽ là siêu thiên tài của thế lực nào đó, hèn chi to gan như thế. Hừ, ngu ngốc, thiên tài thì sao, nơi này là thành hắc lĩnh chứ không phải quận thành an định mỗi năm có hàng tá thiên tài của các đại thế lực chết trong yêu ma lĩnh chỉ cần giết người rồi hủy thi diệt tích thì ai biết người đó chết vào tay ai muốn điều tra cũng không biết bắt tay từ đâu đúng vậy yêu ma lĩnh nhiều nguy hiểm mọi người toàn dựa vào thực lực thân phận thiên tài không có ích gì trong chỗ này ngược lại là dê béo tiếc rằng hắn bị tông thứ nhắm vào nếu không ta cũng muốn thử bởi vì tông thứ khiến nhiều võ giả có ý định ra tay với lâm tiêu giờ tiếc núi bỏ cuộc trong thành hắc lĩnh ít ai dám cướp đồ tông thứ nhìn chúng đương nhiên nếu là võ giả quy nguyên cảnh thì khác bên kia đại điện giao dịch biểu tình diệp hoa trầm trọng nhắc nhở lâm tiêu lâm tiêu tông thứ là trưởng lão của hắc hóa môn tuy hắc hóa môn chỉ là một thế lực nhỏ trong quận an định chúng ta nhưng tông thứ siêu phàm hơn 20 năm trước tông thứ đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mãi mà không đột phá đạt tới cảnh giới quy nguyên cảnh được Tông Thứ là siêu cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thành danh lâu năm, có thể nói là vô địch trong cảnh giới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nghe đồn lòng giả Tông Thứ hẹp hòi, vô cùng âm hiểm. Vừa rồi ngươi đắc tội Tông Thứ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, ngươi nên chú ý. chương 583, Tông Thứ hai mắt diệp hoa tràn đầy lo lắng, Lâm Tiêu mới đến thành Hắc Lĩnh đã đắc tội loại người như vậy, hắn thật xui xẻo. Lâm Tiêu gật gù, vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu không sợ tông thứ nhưng hắn cũng không coi thường. Cái gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ không phải nói về cấp bậc tu luyện hóa phàm cảnh hậu kỳ đó mà là danh hiệu. Hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cách quy nguyên cảnh chỉ có một bậc nhưng hai bên cách biệt một trời một vực. Bước ra một bước này bên này trời, bên là đất. Quy nguyên cảnh chặn lại 90% võ giả, làm nhiều võ giả dừng bước tại đây, cả đời không tiến bộ được. Bởi vậy nhiều cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong biết không có hy vọng đột phá sẽ tìm đủ cách nâng cao thực lực của mình. Tu luyện công pháp, bí pháp, rèn luyện thân thể, sức mạnh, bọn họ dốc hết sức ra. Vì điều này khiến cùng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng thực lực mạnh và yếu tranh lệch rất xa. Một số siêu võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có thể một chiêu tiêu diệt võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường khác. Loại người này thường được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ lúc trước lâm tiêu gặp đám người hạ luân của ba đại gia tộc thành đại viêm chỉ xem như cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường gia chủ nhiếp hùng khương nhân kiệt trên đao vương đảo thuộc loại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong khá lợi hại nhưng bọn họ cách danh hiệu vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ còn rất xa xôi vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thật sự đánh ra một chiêu mà tuyệt đối hóa phàm cảnh hậu kỳ không ngăn cản được tông thứ được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì thực lực tuyệt đối hơn xa đám người nhiếp hùng khương nhân kiệt lâm tiêu thầm nghĩ vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ sao? Thú vị, ta rất muốn biết nhân vật như thế mạnh tới cỡ nào. Lâm Tiêu không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý hừng hực. Hiện giờ được Long Ma Giáp, năng lực phòng ngự của Lâm Tiêu lại tăng vọt. Lâm Tiêu tự nghĩ dù hắn không đấu lại đám cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng không đến mức bó tay, hắn có thể đủ sức làm đối phương e ngại. Đương nhiên muốn đối kháng với cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ hay giết đối phương thì Lâm Tiêu cần phải mạnh hơn nữa, ít ra hắn phải đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng từ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ là quá trình rất dài, hiện tại Lâm Tiêu chưa có cảm giác gì. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, nếu có thể đột phá long tượng luyện thể đến đệ ngũ trọng thì tuyệt. Muốn đột phá đệ ngũ trọng chẳng những cần chăm chỉ tu luyện, còn cần nhiều linh đan, linh dược tẩm bổ. Tuy Lâm Tiêu tự tin nhưng hắn không cuồng vọng, trước khi chiến đấu đã ước đoán thực lực của mình, hắn không làm chuyện không nắm chắc trên thế giới này muốn sống lâu thì phải như thế. Đoàn người tiếp tục đi dạo trong đại sảnh, đằng trước bỗng chuyển đến khí thế sắc bén. La liệt reo lên, ủa, là la thiên thảo lục dai. La thiên thảo là một loại rất quý giá trong linh dược lục dai, chứa khí thế sắc bén đặc biệt, giống như đao tuyệt thảo, giúp ích lớn cho kiếm khách ngưng tụ và tăng lên kiếm ý, quý hiếm trong linh dược lục dai. Có mấy kiếm khách cũng phát hiện, chạy tới ngay. La liệt cũng là kiếm khách, gã vội vàng chạy lên hỏi, sợ mất chỗ. La Thiên Thảo giá bao nhiêu? Đúng, bao nhiêu tiền? Thấp hơn 3.000 vạn lượng thì ta mua ngay. Là ta nhìn thấy trước, mấy kiếm khách lao nhau ồn ào. Thấy nhiều người tranh giành, chủ quầy sớm biết trước cười tô tuét, đang định trả lời thì một thanh âm lạnh băng vang lên sau lưng mọi người, giọng điệu chắc chắn. Mặc kệ La Thiên Thảo bao nhiêu tiền, ta muốn. Thanh âm lạnh lùng cùng với kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng như muốn cắt hư không thành hai nửa. Là ai? Mọi người cảm nhận khí thế đó, biến sắc mặt vội quay đầu nhìn, Lâm tiêu thầm giật mình, kiếm ý này rất đáng sợ. Kiếm ý chỉ vô tình toát ra, nhưng lâm tiêu nắm giữ đạo ý có thể cảm nhận rõ ràng chủ nhân kiếm ý tuyệt đối đã đạt đến tiểu thành. Mấy thanh niên trẻ tuổi đi ra từ đám đông, đa số hai mươi mấy tuổi. Các thanh niên khí thế kinh người, vênh váo kiêu ngạo, thân phận không tầm thường. Thanh niên dẫn đầu càng đáng sợ, khoảng 27, 8 tuổi, mái tóc dài màu đen xóa tung, khuôn mặt như đao tước, mắt sáng ngời, rất sắc bén chỉ nhìn thoáng qua thanh niên đã toát ra áp lực nghẹt thở, khí khái hào hùng khiếp người. Là cừu vô tình, xếp thứ 45 trên bảng phong vân của đế quốc quý trước, cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thiên phú như cừu vô tình không đến 2 năm sẽ có hy vọng đột phá quy nguyên cảnh, là cao thủ thật sự. Sau lưng cừu vô tình chắc toàn là thiên tài quận an định, quả nhiên ai nấy khí thế siêu phàm. Nhìn kiếm khách vẻ mặt bất mãn nhưng thấy nhóm thanh niên thì biến sắc mặt ngay. La liệt, Diệp Hoa cũng biến sắc mặt, kích động tiến lên. Cửu sư huynh, các vị sư huynh, một cường giả bước ra từ nhóm thanh niên đi theo cửu vô tình. Ha ha ha, nhị đệ, thật tình cờ, hai người cũng đến đây. Đó là La Tuấn, đệ tử đỉnh cao của quận An Định, Lâm Tiêu từng gặp gã trong thiên mộng bí cảnh, đại ca của La Liệt. Trước kia La Tuấn chỉ là đỉnh hóa phàm cảnh sơ kỳ, bây giờ gã cũng như Lâm Tiêu, đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Diệp Hoa vội giới thiệu hai bên, cửu sư huynh, đại ca, vị này là Lâm Tiêu, đệ tử thiên tài của quận Hiên Giật. Cừu vô tình liếc Lâm Tiêu, gật đầu xem như chào. Cừu vô tình đi tới quầy hàng, lạnh lùng hỏi, giá la thiên thảo thế nào? Chủ quầy trung niên bị khí thế của cừu vô tình uy hiếp, gã cắn răng lấy can đảm trả lời. Năm ngàn vạn lượng, tiếng kinh kêu vang lên, năm ngàn vạn lượng không phải số lượng nhỏ, đủ để mua một viên đan dược lục phẩm. Tuy la thiên thảo rất quý giá, rất có ích cho kiếm khách nhưng dù gì nó chỉ là linh dược lục giai, giá 5000 vạn lượng là quá đắt. Đưa La Thiên Thảo đi hội đấu giá, trừ phi hai kiếm khách đỉnh cao tranh nhau đấu giá, nếu không sẽ chẳng đến giá này. Mấy thiên tài quận An Định đứng sau lưng cừu Vô Tình tức giận mắng. Người cắt cổ người sao? cừu Vô Tình phất tay ngăn cản đệ tử đứng sau tiếp tục mắng, gã lấy chồng kim phiếu ra, lạnh lùng nói: Năm ngàn vạn lượng, ta mua, chủ quầy trung niên vội vàng lau mồ hôi chán, lòng thầm vui mừng, Cẩn thận bỏ La Thiên Thảo vào tay Cửu Vô Tình. Trước mắt bao người, Cửu Vô Tình xoay lại đưa La Thiên Thảo cho La Liệt. "Đại ca của ngươi là bằng hữu của ta, lần đầu gặp mặt coi như cho ngươi quả gặp mặt." La Liệt reo lên, "Đa tạ Cửu sư huynh." La Liệt không ngờ sự việc sẽ diễn biến thế này. La Tuấn cười nói, "Cửu sư huynh lại tốn tiền rồi." Mắt La Tuấn có tia đắc ý, Cửu Vô Tình cho gã nở mặt nở mũi. Chương 584, Cửu Vô Tình. Đám người kinh ngạc, ngưỡng mộ, thầm khâm phục. La Thiên Thảo có giá 5.000 vạn lượng vậy mà cừu vô tình nói tặng liền tặng, kinh người hơn là bản thân cừu vô tình vốn là kiếm khách lại có kiếm ý, La Thiên Thảo có giúp ích khá lớn cho gã. Chỉ có Lâm Tiêu hiểu rằng với kiếm ý của cừu vô tình đã đạt tới tiểu thành rồi, La Thiên Thảo đem lại hiệu quả rất nhỏ bé. Cừu vô tình tặng La Thiên Thảo có thể là vì lôi kéo La Tuấn, đại ca của La Liệt. Một góc đại sảnh, Tông Thứ âm trầm nhìn nhóm Lâm Tiêu, thầm nói. Chết tiệt, không ngờ đám nhãi này quen cừu vô tình, hèn gì lúc trước kiêu ngạo như vậy tuy cửu vô tình còn trẻ tuổi nhưng thực lực không giống bình thường bản thân tông thứ không dám nói sẽ đánh lại gã nếu lâm tiêu luôn đi chung với cửu vô tình tông thứ không dám tấn công hắn hừ cừu vô tình thì sao ta không tin các ngươi luôn đi chung chờ các ngươi tách ra thì ta sẽ lấy mạng người ánh mắt tông thứ sắc bén gã nhìn ra được lâm tiêu và cửu vô tình không quen nhau hai bên tuy đi chung nhưng rồi sẽ có lúc tách ra khi ấy là cơ hội cho tông thứ cừu vô tình mời diệp hoa người cũng là đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận an định chúng ta hai ngày nữa chúng ta sẽ đi phế tích viễn cổ yêu ma lĩnh tạm nghỉ ngơi trong thành hắc lĩnh hay các người đi chung đi diệp hoa mừng rỡ nói vậy xin đa tạ cừu sư huynh có cừu vô tình dẫn đi sẽ an toàn hơn trong yêu ma lĩnh cơ hội thế này rất hiếm thấy nhưng diệp hoa nhìn lâm tiêu đứng bên cạnh do dự nói Cửu sư huynh còn lâm tiêu cừu vô tình liếc sang lâm tiêu lâm tiêu đúng không ánh mắt cừu vô tình sắc bén sâu thẳm tựa hồ sâu rất đáng sợ ta có quen vài thiên tài quận hiên giật nhưng đây là chuyện của đệ tử quận an định chúng ta e rằng không thể mang ngươi cùng đi được ngại quá cừu vô tình nói xin lỗi nhưng giọng điệu lạnh băng thái độ ngăn cách người ngoài ngàn dặm hiển nhiên gã không thèm để lâm tiêu vào mắt lâm tiêu không phải loại người mặt dày mày dạn mỉm cười nói diệp hoa la liệt các người đã bạn thì ta không quấy dày lần sau có cơ hội sẽ gặp lại lâm tiêu quay đi la tuấn từng tham gia chuyến đi thiên mộng bí cảnh biết rõ thiên phú của lâm tiêu gã tốt bụng nhắc nhở lâm tiêu trong thành hắc lĩnh nếu gặp ba huynh đệ quỷ sơn thì hãy nhớ cẩn thận lý giật phong cũng là đệ tử ra từ trại huấn luyện thiên tài quận hiên giật mới trước đó ta thấy hắn bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát không biết bây giờ thế nào lâm tiêu gật đầu nói đa tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý lâm tiêu bước đi mắt tông thứ lóe tia sáng lạnh mừng rỡ nói ha 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 không ngờ bọn họ tách nhóm nhanh vậy, quả nhiên tiểu tử này và cừu vô tình không quen biết gì, đúng là ông trời giúp ta. Nhưng ta phải tìm người theo dõi mới được, đỡ mất công ta phải theo dõi hắn liên tục, nhớ để mất dấu hắn thì phiền. Lâm Tiêu đi dạo trong đại điện giao thêm một lát nhưng không thấy món gì cần, hắn ra khỏi đại sảnh, tìm một khách điếm trong thành hắc lĩnh. Nhận phòng, Lâm Tiêu ăn cơm, tắm rửa xong cởi thanh nguyên giáp xuống, thay long ma giáp vào. Long ma giáp như vậy yêu thú dán sát làn da Lâm Tiêu, cảm giác mềm mại thoải mái, không nặng nề gồ ghề như lúc mới nhìn ban đầu. Rót nguyên lực vào, trận pháp phù văn hiện ra, long ma giáp tỏa vầng sáng đen dày nặng lấp lánh. Lâm Tiêu mặc long ma giáp, thoải mái ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu ăn sáng xong liền đi tìm hiểu tin tức của Lý Giật Phong sư huynh trong thành Hắc Lĩnh. Tìm hiểu nửa ngày Lâm Tiêu đã điều tra được chút tin tức. Không biết vì lý do gì mà nửa tháng trước Lý Giật Phong sư huynh bị ba huynh đệ Quỷ Sơn điên cuồng truy sát gần Quỷ Âm Phong trong yêu ma lĩnh lý giật phong chạy trốn đến nay không biết sống chết thế nào không ngờ sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát hy vọng sư huynh không sao lâm tiêu biết được tin tức lòng thầm lo âu ba huynh đệ quỷ sơn là cường giả hóa phàm cảnh đỉnh phong thành danh lâu năm trong thành hắc lĩnh thực lực cá nhân thì ba huynh đệ quỷ sơn không bằng tông thứ nhưng ba người hợp tác rất đáng sợ kỳ phùng địch thủ với tông thứ ba huynh đệ quỷ sơn rất khó giải quyết đặc biệt là ba người quỷ kế đa đoan rất độc ác một số cao thủ trong thành hắc lĩnh không muốn đối địch với ba huynh đệ quỷ sơn chút nào không uổng là thành hắc lĩnh khắp nơi toàn là cường giả đỉnh cao nhưng rèn luyện như vậy mới càng hấp dẫn nếu chỉ ở trong góc nhà thì mãi mãi không biết bầu trời to lớn lâm tiêu giật mình và cũng rất hưng phấn cá tính của hắn là thế càng là cao thủ càng kích thích chiến ý trong lòng hắn lâm tiêu nghỉ ngơi hai ngày sau một mình hắn rời khỏi thành hắc lĩnh đi hướng yêu ma lĩnh mênh mông đằng trước trong một tử lâu thành hắc lĩnh tiếng gõ cửa gỗ rồn dập vang lên, cốc cốc cốc, một lát sau cửa mở, tông thứ bước ra, tiền bối kêu ta theo dõi tiểu tử kia hôm nay đã ra khỏi thành. Làm tốt lắm, tông thứ để lại tấm ngân phiếu, thân hình trong chớp mắt liền biến mất. Trên đồng không mông quạnh, bụi cỏ rậm rạp, mặt trời nóng cháy lơ lửng trên đầu, bốc hơi nước trong thân thể người. Lâm tiêu nhanh như chớp bay lướt đi trên vùng quê minh mông. Yêu ma lĩnh là một sơn lĩnh rất to lớn, nguy hiểm tầng tầng, di tích rất nhiều, yêu thú cường đại cũng đầy rẫy đương nhiên có nhiều báu vật sâu trong yêu ma lĩnh có một số cấm địa đáng sợ trong đó còn có cả thất tinh bát tinh thậm chí là cửu tinh yêu thú võ giả hóa phàm cảnh không thể vào khu vực đó chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới đủ thực lực vượt qua lâm tiêu đang đi quỷ âm phong nó nằm ở trung bộ yêu ma lĩnh nguyên ngọn núi âm khí âm trầm nên được gọi là quỷ âm phong lâm tiêu rất lo cho lý giật phong sư huynh nên mới đến quỷ âm phong lâm tiêu vừa bay vừa khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm cảm giác nghe tình hình sau lưng. Hương, quả nhiên đi theo, tông thứ này bám dai như đỉa. Lâm tiêu giả bộ không phát hiện đối phương, hắn bay vào sơn mạch yêu ma lính, vào sâu bên trong. Tông thứ núp trong rừng rập, thân hình lướt đi kỳ dị, âm thầm theo đuôi lâm tiêu. Ha ha ha, nơi này thường có người đi qua, nếu hành động dễ kinh động võ giả khác. Chờ vào sâu chút nữa sẽ hành động, tông thứ ta sẽ cho người biết kết cuộc đắc tội ta có hậu quả gì. Vào rừng rậm thì ánh sáng tối hẳn, Ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống để lại vết cắt vụn vỡ dưới đất, lá cây lung lay làm người hao mắt. Lâm Tiêu thầm nghĩ, Tông Thứ không yếu, chờ hắn ra mặt chẳng bằng ta xuống tay trước, cũng để xem thực lực của hắn thế nào. Tốc độ Lâm Tiêu bỗng tăng lên, trong chớp mắt liền biến mất. Trong cảm giác của Tông Thứ đã mất dấu Lâm Tiêu, Tông Thứ khựng lại, mắt âm trầm nhìn quét khu rừng. A, à, tiểu tử này đi đâu rồi? Đột nhiên tăng tốc biến mất, chẳng lẽ đã phát hiện ra ta? chương 585, đấu với Tông Thứ. Nếu đã bị đối phương phát hiện thì Tông Thứ không núp làm gì, gã nghênh ngang hiện hình trong rừng, cảm giác cường đại lan tỏa bốn phía. Ha ha ha, tiểu tử thối, giỏi, phát hiện được ta, nhưng trước mặt Tông Thứ ta đây người nghĩ có thể trốn đi đâu. Đột nhiên một tia dao động nguyên lực lóe qua sau một thân cây. Ở đây, Tông Thứ cười lạnh lùng, đi ra cho ta, Tông Thứ vung tay phải, năm ngón tay bắn ra năm sợi tơ đỏ như năm tia chớp vỗ vào thân cây kia xoẹt phập cây to mấy người ôm bỗng nổ tung vụn gỗ bay tung tóe đất đá cỏ dại trên mặt đất bị cắt vụn nhưng đằng sau cây to trống rỗng tông Thứ giật mình kêu lên cái gì vù 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 một luồng sáng sắc bén bay tới sau lưng tông thú cùng với tiếng gió rít mãnh liệt nhanh như chớp chém xuống tông thú cười to bảo ha 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 người nghĩ có thể lừa được ta sao đồ ngu biểu tình giật mình chuyển sang cười nhạt tông thú lặng lẽ vung đòn công kích ầm âm, ầm âm, âm kinh khí màu đỏ tuôn ra bao phủ phạm vi mấy trượng sau lưng tông thứ kinh khí mãnh liệt thổi quét nhuộm nguyên khu rừng thành màu máu xoẹt phập kinh khí và kinh quang va chạm cùng biến mất khiến tông thứ giật mình là sau lưng gã lại trống trơn lần này tông thứ thật sự hết hồn cái gì tông thứ không kịp phản ứng đột nhiên động đất vù 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 mặt đất bắn tung đá vụn tung tóe ba luồng sáng như tia chớp bay ra ma sát trên nguyên lực hộ thể của tông thứ tạo ra các vệt sáng chói tông thứ sợ hoảng hồn gã dốc sức đánh ra một kích bùm 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 ba luồng sáng đen bị tông thứ mạnh mẽ đánh bay ra lực lượng hùng hậu xuyên thấu mấy cái cây to để lại ba vệt trói lọi trên bầu trời ầm um, tia sáng đen bị hất bay giao động nguyên lực kịch liệt trong không trung nguyên lực đáng sợ như nước chín tầng trời đổ ập xuống mặt đất giao động nguyên lực mãnh liệt tựa sóng biển vỗ liên hồi làm tông thứ thực sự kinh hoàng những đòn tấn công trước chỉ là thăm dò giờ lâm tiêu mới lộ ra sát chiêu tông thứ tức giận quát tiểu tử thối người muốn chết huyết quang dao động quanh người tông thứ gã giơ hai tay che trước người ầm 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 lực lượng mạnh mẽ đánh tông thứ bay ngược ra xa sức mạnh đáng sợ tựa thủy chiều chui vào cơ thể gã nền đá nổ tung bụi bay mù mịt tông thứ trượt dài trăm thước mới dừng lại hai chân để lại vệt sâu hóm dưới đất khóe môi tông thứ tràn máu tươi mặt tái xanh mắt nhìn chằm chằm đằng trước hiển nhiên dưới công kích của lâm tiêu đã tông thứ bị nội thương lâm tiêu từ bên trên đáp xuống thầm nghĩ Tông thứ không uổng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, một kích vừa rồi chỉ làm hắn bị nội thương. Lâm tiêu lập tứ nhẹ nhàng tựa luồng sáng vọt hướng tông thứ, chiến đao bắn ra đao quang vô tận. Lúc trước Lâm tiêu lợi dụng phân thân hóa ảnh quyết che giấu vị trí mình ẩn nấp, thông qua hai lần tấn công thăm dò cộng với tinh thần nguyên thoa đột nhiên tập kích khiến tông thứ dốc sức đánh trả. Lâm tiêu nắm chặt cơ hội lúc tông thứ đánh trả thì cũng công kích gã, để làm gã bị thương, tiêu hao bớt sức mạnh của đối phương đối với cường giả nào được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì lâm tiêu không dám xem thường chẳng ngờ tông thứ phản ứng nhạy bén lâm tiêu tấn công kín kẽ thế mà gã vội vàng đón đỡ vẫn an toàn rút lui chỉ bị thương nhẹ lâm tiêu thầm cảm thán đổi lại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như hạ luân thành đại viêm đã sớm luống cuống tay chân trước một chuỗi đòn tấn công liên hoàn không chết cũng bị thương nặng lâm tiêu vừa chiến đấu vừa tổng kết kinh nghiệm nhưng cũng tại tinh thần lực của ta quá yếu mới có tứ phẩm nên uy lực tinh thần nguyên thoa không phá mở nguyên lực hộ thể được. Nếu tinh thần lực đến ngũ phẩm, lục phẩm có phải kết quả đã khác đi? Lâm Tiêu liên tục tấn công, đao quang hùng dũng ập đến tựa các lớp sóng biển vô cùng tận. Giữa hư không vang tiếng nổ điếc tai, mặt tông thứ trắng bệch, biểu tình tức giận giống to. Tiểu tử thối, không ngờ ta đã xem thường ngươi, để ngươi có cơ hội thưa dịp đánh lén làm ta bị thương. Nhưng ngươi nghĩ như vậy là có thể ngăn cản được tông thứ ta sao? Đúng là kẻ ngu nằm mơ giờ ta cho ngươi thấy bản lĩnh tung hoành trong thành hắc lĩnh của tông thứ ta. Năm ngón hai bàn tay tông thứ thành vuốt cào hướng lâm tiêu. Huyết chảo phá không, xẹt xẹt xẹt, dao động nguyên lực kịch liệt truyền ra, hai huyết chảo to lớn hiện ra trong không trung. Huyết chảo xé rách không gian như có con huyết ưng từ trên trời giáng xuống móng vuốt đụng mạnh vào đao quang vô tận lâm tiêu chém ra. Xẹt xẹt đi đùng xẹt xẹt đùng đùng xẹt, một chuỗi tiếng gầm rú vang lên, đao quang tựa sóng biển chém vào huyết chảo vang tiếng xé gió nổ ầm ý xung lực gió lốc huyết tán bốn phương tám hướng đất nước dạn đá nổ tung cả cây to rung bần bật kêu răng rắc gãy đổ lá cây rơi rào rào cơn mưa tông thú hét to phá huyết trào bị đao quang cắt qua ánh sáng vụt tắt đột nhiên rung lên huyết quang lấp lánh uy lực tăng mạnh huyết trào quét bay tung sóng đao rồi xông về hướng lâm tiêu bảo khi huyết trào đến gần người thì cơ thể lâm tiêu đột nhiên nổ tung vô số bóng người bay bốn phương tám hướng né huyết trào chụp chúng ầm ầm tiếng ầm ĩ không dứt huyết trào càn quét đường đi tiếp tục đánh nát mấy chục cây to cuối cùng vỗ vào một ngọn đồi ngọn đồi cao mấy chục thước bị đập nát bấy đá bay tứ tung thoáng chốc chỉ còn lại đống đá vụn bụi bay đầy trời lâm tiêu nổ cơ thể bay tứ tán làm người ta không biết đâu mới là người thật tông thú lạnh lùng nói chết tiệt có chút thực lực nhưng chưa đủ vết đao ở khóe môi tông thú vào lúc này đặc biệt dữ tợn đáng sợ nguyên lực hộ thể màu đỏ bao phủ toàn thân gã trở nên rực rỡ hơn mấy cột sáng đỏ bắn ra đánh nát mấy tàn ảnh của Lâm Tiêu. Xẹt xẹt phập phập xẹt xẹt xẹt, ba tàn ảnh bị cột sáng đỏ đánh nát, chỉ có chân thân Lâm Tiêu vùng chiến đao là đánh tan công kích vào mình. Tông Thứ cười lạnh lùng, thì ra đây là chân thân của ngươi. Tông Thứ như chim ưng bay lên, nguyên lực đỏ như máu dao động sau lưng như đôi cánh mang gã bay tới chỗ Lâm Tiêu, hai quyền oanh tạc. Huyết quyền trùng thiên, trường quyền đỏ như máu đổ ập xuống, không khí xung quanh bị đè ép, như sao băng đỏ trói kéo theo tầng tầng sóng khí trắng ập đến. Tông thứ cho rằng thực lực như gã đối phó võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như lâm tiêu dễ hơn ăn cháo, dù đối phương là thiên tài của đại thế lực cũng vậy. Tông thứ không ngờ lâm tiêu cường đại đến mức này, hoàn toàn khác với thiên tài bình thường vượt cấp khiêu chiến. Tông thứ rất giật mình, sát ý càng đậm, chiến đấu dây lát sau tông thứ thu về lòng khinh thường, gã chính thức xem lâm tiêu là đại địch. Chân thân bị phát hiện, lâm tiêu mặt không biểu tình, đôi mắt bình tĩnh nhật nguyệt luân hồi đao, vỡ ra cho ta. Trường 586, chiếm ưu thế 1. Trường quyền đỏ rực sắp đánh trúng lâm tiêu, đột nhiên hắn chém ra một nhát đao. Đao quang sắc bén chứa đao khí đáng sợ chém trường quyền màu đỏ thành hai nửa, hóa thành nguyên lực đậm đặc nổ tung. Hai bên cách nhau chỉ còn khoảng 20 thước, để xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Tông thú cười gần, huyết khí phong bạo, nguyên lực màu đỏ dâng lên ngoài người tông thú bỗng chốc như được máu bao quanh, lấp lánh sáng. Huyết quang rậm rạp bao phủ cả bầu trời, màn trời và bão tố màu đỏ bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, không thể né tránh. Huyết quyền trùng thiên không phải sát chiêu thật sự, mà sát chiêu thực sự bây giờ tông thứ mới thi triển ra, huyết khí phong bạo. Xẹt xẹt xẹt, nguyên khí màu đỏ bao bọc Lâm Tiêu kín kẻ, ma sát với nguyên lực hộ thể của hắn. Có một phần huyết khí thẩm thấu nguyên lực hộ thể, xé áo Lâm Tiêu rách bươm. Huyết khí lạnh lẽo có tính ăn mòn muốn xuyên thủng cơ thể hắn, thấm vào trong huyết khí phong bạo bao phủ bốn phía đỏ rực khó thấy cảnh vật cảm giác nguyên lực bị che chắn lâm tiêu không thấy tông thú ở đâu đáng sợ hơn là trong huyết khí phong bạo đa số chỗ chỉ là xung lực đỏ bình thường thì lâm tiêu còn ngăn được một số nơi nguy hiểm do bão lốc tổ hợp nếu bị cuốn vào thì vô cùng nguy hiểm sẽ bị thương nặng mất đi cảm giác nguyên lực nhưng lâm tiêu không chút hoang mang hết sức khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm hắn biết ngay cuộc diện nguyên chiến trường thiên địa luân hồi đao cuồng thú đao pháp mãnh thú phệ địa mắt lâm tiêu lóe tia sáng đao ý sắc bén bắn lên cao lâm tiêu chém hai nhát vào tấm mà màu máu trước mắt đao quang rực rỡ kéo dài mấy chục thước nối liền trời và đất đao quang xé màn sáng đỏ thành hai nửa khuôn mặt giật mình của tông thứ hiện ra đằng sau màn sáng tông thứ chưa kịp phản ứng thì một yêu thú ảo bằng đao ý gầm giống vồ lấy gã bùm ảo ảnh yêu thú làm bằng đao quang và nguyên lực hộ thể màu đỏ ngoài người tông thứ va chạm mạnh rồi nổ tung nguyên lực hộ thể quanh người tông thứ vặn vẹo gã bị đập mạnh xuống lòng đất. Màn sáng đỏ biến mất, Lâm Tiêu đáp xuống đất, ầm, nền đất đá nổ tung, Tông Thú lao ra khỏi lòng đất. Sắc mặt Tông Thú âm trầm, dữ tợn, vặn vẹo nhìn Lâm Tiêu. Tông Thú kinh hoàng thầm nghĩ, sao tiểu tử này tìm được vị trí của ta trong huyết khí phong bạo? Còn sử dụng đao khí phá huyết khí phong bạo, hơn nữa huyết khí phong bạo không tổn thương nhiều cho tiểu tử này, sao có thể như vậy? Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực vượt xa Tông Thú dự đoán, làm gã nhức đầu và kinh hoàng. Tông thứ nhìn long ma giáp đen bên dưới vải rách bươm trên người Lâm Tiêu, đáy mắt gã lóe tia tham lam. Tông thứ ngầm hiểu, phải rồi, chắc chắn là công hiệu của long ma giáp nên tiểu tử này mới chặn được huyết khí phong bạo, không còn khả năng nào khác được. Tông thứ lạnh lùng cười, tiểu tử thối quả nhiên có bản lĩnh, hèn gì lúc trước cuồng vọng như vậy. Tiếc rằng kết quả sẽ không thay đổi. Lúc trước chiến đấu hai bên đánh qua đánh lại chỉ bị thương nhẹ, trừ nguyên lực hư hao ra sức chiến đấu của không tổn thất bao nhiêu. Tông Thứ vẫn tràn đầy tự tin đối phó Lâm Tiêu, gã cười gần lại tấn công Lâm Tiêu. Mới đầu công kích không thể nhanh chóng giết Lâm Tiêu, tâm trạng Tông Thứ từ nóng nảy dần dịu lại. Dù sao hai bên tranh lệch đẳng cấp, Tông Thứ không tin Lâm Tiêu có thể lật ngược ván cờ. Ta là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn ngươi chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nguyên lực của ta dồi dào, nồng đậm hơn ngươi rất nhiều. Dù tạm thời không bắt được ngươi nhưng có thể đánh lâu dài cho ngươi mệt chết. Vù 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 hai chân tông thứ xẹt qua mặt đất để lại dấu vết kỳ dị, khó nắm bắt. Tông thứ vung tay đánh ra các đòn công kích đỏ như mưa to chút xuống bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hồ chiến đào né tránh các tiêu huyết quang, đánh tan mấy cột máu, lòng thầm cười khẩy. Lâm Tiêu thầm nghĩ, muốn tiêu hao chết ta, long tượng luyện thể, cửu chuyển huyền công của ta chú trọng liên miên không dứt, nguyên lực không bao giờ khô cạn. Sợ là ngươi hao hết nguyên lực nhưng ta thì chưa chết, lúc đó một đao giết ngươi. Ầm ầm ầm, Mấy lần đụng độ, núi rừng hỗn độn, bụi bay mù mịt, các cây to nổ tung trước đòn công kích của hai bên, thành vụn gỗ và mảnh nhỏ bay đầy, cảnh tượng khiến người hoảng sợ biến sắc mặt. Trong khoảnh khắc hai bên đánh nhau mấy chục, hàng trăm chiêu, vẫn ngang sức ngang tài. Đinh đinh đang đang, bảo đao của Lâm Tiêu, bảo giáp móng vuốt của Tông Thứ liên tục va chạm phát ra thanh âm giòn vang. Từng xung lực nguyên lực rực rỡ khuếch tán bốn phương tám hướng. Huyết trảo huyễn ảnh, hai bên người qua ta lại, lúc lướt qua nhau tông thú nắm chặt cơ hội hai chảo vung mạnh. Huyết chảo đầy trời nổ tung đổ ập xuống đầu lâm tiêu. Lâm tiêu ung dung đỡ, phá cho ta, tinh thần lực của lâm tiêu sớm đã khóa chặt tông thú hành động như thế nào, hắn trở tay chém nhát đao. Đao khí rậm rạp bay ra đánh nát huyết chảo, lâm tiêu xoay người chém thêm nhát đao kỳ dị. Phập xoẹt, một sợi tơ đỏ xẹt qua hư không, lâm tiêu chém đứt nó trong đường tơ kẽ tóc. Nếu lâm tiêu chậm hơn một giây, sợi chỉ đỏ chứa uy lực đáng sợ sẽ đâm trúng người hắn làm hắn bị thương nặng tông thứ thầm hận chết tiệt ngay cả chiêu này của ta cũng bị hắn phát hiện tiểu tử này cảm giác quá nhạy bén cấp bậc của lâm tiêu không cao bề ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cảm giác rất nhạy bén nhìn thấu mọi hành động của tông thứ lâm tiêu như khúc xương khó gặp tông thứ không tìm thấy chỗ xuống tay lâm tiêu lạnh lùng nói đến lượt ta hãy đỡ một chiêu cơ thể lâm tiêu nổ tung xẹt xẹt xẹt, mấy tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng bao vây tông thú vào giữa. Tàn ảnh mơ hồ chạy nhanh như tia chớp, chiến đao dơ cao toát ra khí thế kinh người. Ra đầu tông Thứ tê dại, rốt cuộc cái nào là chân thân thật sự. Lâm Tiêu còn trẻ tuổi nhưng lĩnh ngộ ra đao ý một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ già dặn kinh nghiệm chưa chắc lĩnh ngộ được. Mỗi thức ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, làm tông Thứ dốc hết sức phòng ngự. Bây giờ Lâm Tiêu chưa ra mấy tàn ảnh từ bốn phương tám hướng giơ đao chém xuống tông thú, gã khó thể phân biệt thật giả, thời gian gấp rút, tông thú không kịp nghĩ nhiều, gã vừa thụt lùi vừa bộc phát ánh sáng đỏ hình thành quả cầu bao phủ thân thể, không thể phân biệt ai là chân thân vậy thì phòng ngự tất cả, phân tán lực phòng ngự đi. dù sao lực công kích của tàn ảnh không tạo thành thương tổn gì cho tông thú được, mắt lâm tiêu lóe tia sáng, cuồng thú đao pháp, mãnh thú lăng thiên, cần nhất là phân tán phòng ngự của ngươi đây, chiến đao chém xuống, ba tàn ảnh khác bình thường. Nhưng có một tàn ảnh bộc phát lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng. Đao ý sắc bén phóng lên cao, một con mãnh thú ảo khổng lồ hiện ra trên bầu trời, gầm giống đụng vào màn sáng đỏ ngoài người tông thú. Chương 587, chiếm ưu thế khai. Tông thú thầm rít gào, cái này là chân thân, nhưng không kịp, phòng ngự bị tấn công vào một điểm. Tông thú chỉ có thể dốc sức chống đỡ màn sáng hộ thể, giơ hai quyền lên che trước người. Ầm ầm ầm, ảo ảnh yêu thú khổng lồ đụng mạnh vào màn sáng lực lượng phòng ngự nguyên lực phân tán bị giảm sút vặn vẹo tan vỡ yêu thú ảo đụng mạnh vào hai nắm đấm của tông thứ nguy rồi tông thứ hộp máu bay ngược ra sau ngược tông thứ bắn ra luồng sáng đỏ ngăn lại lâm tiêu thừa thắng truy kích sau lưng gã đụng nát một tảng đá to phản ứng rất nhanh lúc này còn kịp lúc phản công lại lâm tiêu chém nát ánh sáng đỏ tông thứ bắn ra bị khựng lại vài giây làm hắn mất cơ hội tung thêm hậu chiêu tông thứ đi ra từ phế thích lặp lại hai chữ chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, biểu tình tông thứ vặn vẹo, gã cứ nghĩ giết lâm tiêu dễ như hút cháo, không ngờ đánh nhau lâu vậy mà gã không chiếm được ưu thế gì, ngược lại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. May mà tông thứ phản kích kịp thời, nếu chậm một giây bị lâm tiêu đuổi kịp thì gã sẽ càng bị thương nặng hơn, không chừng chết. Tông thứ nghiến răng thầm nghĩ, không thể xem thường được nữa, cứ tiếp tục thế này không chừng ta thật sự sẽ bị tiểu tử này đánh bại. Chuyện này đồn ra ngoài tông thứ ta biết đút mặt vào đâu. Tông thứ nổi giận, Giao động nguyên lực lại dâng trào trong cơ thể gã, tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị Lâm Tiêu bắt giữ được. Lâm Tiêu thầm cảnh giác, hừ, quả nhiên còn giữ thực lực. Võ giả được gọi là vô địch hóa, phàm cảnh hậu kỳ đâu dễ bị đánh bại. Nếu võ giả bình thường vì đang thắng thế mà sinh ra lòng khinh thường, không chừng sẽ bị địch thủ bùng nổ trong chiến đấu, bị giết cho đầu mình hai nơi. Tông thứ quát to, tiếp chiêu, trường bào tung bay, cơ thể tông thứ kéo vệt đỏ dài trong không trung trước mắt sông đến trước mặt Lâm Tiêu xẹt xẹt xẹt, muôn vàng tia sáng đỏ từ bốn phương tám hướng bắn tới, một tách thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành muôn vàng, rậm rạp vô cùng tận. Tài mọn, thái huyền đao xoay chuyển như cối xay cắt nát vô số tia sáng đỏ thành nguyên lực hỗn loạn nổ tung. Chiến đao run rẩy, mấy luồng sáng phá vòng vây tơ đỏ bắn tới trước mặt tông thú. Xoẹt phập, cơ thể tông thứ nổ tung, cũng là một tàn ảnh đỏ. Trên đầu lâm tiêu vang tiếng hét của tông thứ, Ha ha ha, ta ở đây, tiểu tử, chết đi. Dao động nguyên lực sắc bén truyền ra, tông thứ lặng lẽ tới trên đầu lâm tiêu từ bao giờ. Tông thứ lao xuống, đôi tay khô gầy tỏa ánh sáng đỏ trói mắt. Vang tiếng gào thét, huyết thứ lăng không, Dao động nguyên lực trong người tông thứ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, một con ưng thứ đỏ như máu to lớn xuất hiện. Cánh huyết thứ dài mấy chục thước, dương nanh múa vuốt, hình dạng dữ tợn, hai cánh vỗ cắt không khí thành từng khối. Hai bên cánh huyết thứ hình thành chân không, khiến không khí khó thể khép lại, khí thế kinh khủng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng lâm tiêu lông tơ dựng đứng mặt ngoài lâm tiêu bình tĩnh hắn sớm chuẩn bị đôi tay siết chặt thái huyền đao chém mạnh lên trên vô tận lãng đao ầm 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 đao khí khủng bố chuyển đổi đao khí bình thường bỗng biến thành đao ý vô tận kinh người tầng tầng sóng đao chém ra đao quang rực rỡ hiện ra trong không trung kéo theo bóng đao vô tận thật dài rậm rạp không có điểm cuối vô cùng vô tận như sao trồi quét trời xông vào cơ thể khổng lồ của huyết thú buông một tiếng đao quang vào huyết ưng thứ va chạm chớp mắt ưng thứ bị chém nát nguyên lực khủng bố thổi quét giữa không trung như vụ nổ bom áp khí kinh khủng đè mặt đất hõm xuống tầng nham thạch nổ tung trong vụ nổ cột sáng đỏ tan tác có vài cột sáng đập mạnh vào người lâm tiêu làm hắn lún xuống nền đá tông thứ đối diện ảo ảnh sóng đao chưa vỡ đao khí vô tận khủng bố lan tràn vần vũ tông thứ cảm giác như rơi vào luân hồi không tránh thoát được vào phút nguy cấp tông thứ thầm rít gào nguy rồi bạo cho ta huyết ma chuyển thân vô tận lãng đao chém vào người tông thứ đao ý lan tỏa cơ thể tông thứ biến thành ánh sáng đỏ bắn tung bị chém nát bấy nhưng bên góc kia một bóng sáng đỏ mơ hồ ngưng tụ tông thứ chậm rãi hiện ra mặt tông thứ trắng bệch người chật vật khóe môi dính máu hơi thở héo rút đòn công kích của lâm tiêu làm tông thứ nguyên khí đại thương lâm tiêu đi ra từ đống đá vỡ quần áo rách dưới hắn lau máu dính khóe môi Vẻ mặt Lâm Tiêu Kinh ngạc nói: "Ân, huyết ma chuyển thân, giống như dùng một phần huyết khí và nguyên lực hình thành con rối phân thân, thay thế bản thân nhận công kích, bản thể thì thừa dịp chạy trốn." Lâm Tiêu nhìn thấu bản chất của huyết ma chuyển thân, chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn. Vô tận lãng đao là chiêu uy lực mạnh nhất của Lâm Tiêu, cực kỳ cường đại. Nhưng muốn nhờ vào vô tận lãng đao giết một cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì tuyệt đối không thể nào. Dựa vào bản năng chiến đấu kinh người, Long tượng luyện thể và long ma giáp phòng ngự, Lâm Tiêu một lần nữa chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Tông thú đứng trên ngọn đồi gần đó, mặt xanh mét. Khốn kiếp, Lâm Tiêu một đao chém vỡ huyết thú lăng không mà Tông thú dốc sức đánh ra, khiến gã vừa kinh hoàng đồng thời lại cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi chỉ là một võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ vì sao lại mạnh như vậy? Trong chiến đấu Tông thú đột nhiên bùng nổ, định đánh Lâm Tiêu không kịp trở tay. Nhưng kết quả chính Tông thú mới bị đánh bầm dập. Lâm tiêu phất lờ tông thú hỏi, hắn lắc người vào tới. Tông Thứ biến sắc mặt nói, chết tiệt, tông Thứ nhanh chóng thụt lùi, tuy huyết ma chuyển thân cường đại nhưng tiêu hao nguyên lực cũng rất kinh khủng. Huyết ma chuyển thân chẳng những tiêu hao nhiều nguyên lực của tông Thứ, cũng hao tổn một phần khí huyết của gã. Bây giờ sức chiến đấu của tông Thứ chỉ còn 60%, gã ôm đầu chạy trốn. Lâm tiêu lạnh lùng cười, chạy đi đâu, thái huyền đao vung lên, một luồng đao khí dài mấy chục thước nhanh chóng đuổi theo tông thú. Tông thứ hét to, phá, tông thứ vung hai tay xé rách đao quang của Lâm Tiêu. Nhưng tông thứ tạm dừng một giây, Lâm Tiêu đã đến gần gã trong vòng 30 thước. Mặt tông thứ vặn vẹo, chết tiệt, ban đầu sơ sẩy bây giờ hoàn toàn rơi vào thế yếu, nhưng người đừng hỏng giết được ta. Hơi thở héo mòn lại nâng cao, huyết thứ độn thiên, ánh sáng đỏ như máu bốc cháy toàn thân tông thứ, tốc độ của gã tăng vọt. Một sợi tơ đỏ xẹt qua không trung, quẹo qua quẹo lại thoáng chốc chui vào sâu trong rừng rậm chỉ để lại bãi máu. Phương xa vọng lại tiếng hú tàn nhẫn của Tông Thứ. Tiểu tử, lần sau ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu dừng lại không đuổi theo. Thân pháp nhanh thật, đối phương đốt cháy nguyên lực. Tông Thứ bộc phát tốc độ quá mau, cộng thêm đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gã dốc sức chạy trốn. Điện quang hỏa thạch của Lâm Tiêu cũng nhanh nhưng chưa chắc đuổi kịp Tông Thứ. mươi 588, âm hư công tử. Quan trọng nhất là Tông Thứ vội vàng chạy trốn nhưng chưa mất hết sức chiến đấu, dù lâm tiêu có dượt theo gã cũng sẽ có trận đại chiến lâm tiêu không nắm chắc trăm phần trăm có thể đánh chết đối phương lâm tiêu gật đầu nói vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường lâm tiêu bỗng nhìn hướng rừng núi bên cạnh các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra đi thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong rừng núi lâm tiêu nhìn chằm chằm một chỗ tiếng cười hơi the thé vang lên từ sau thân cây ha 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 không ngờ các hạ có thể hù tông thứ trưởng lão hắc hóa môn chạy trốn quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên, tại hạ khâm phục, khâm phục. Một thanh niên mặt tái nhợt, đẹp như con gái đi ra. Thanh niên đầu đội quan mạo, mặc áo trắng, đôi mắt nhìn lâm tiêu tuy chữ ý cười nhưng như rắn độc nhìn, khiến người sợ hãi. Âm hư công tử ẻo là chỉ ngon út, mỉm cười nói. Tại hạ là âm hư công tử, không biết quý tính đại danh của các hạ là chi. Âm hư công tử ta thích nhất anh hùng hào kiệt, hay chúng ta kết làm bằng hữu đi. Bộ dạng của âm hư công tử làm người ta nổi da gà. Lâm Tiêu cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ âm hư công tử, hắn quay đi ngay. Xin lỗi, không hứng thú. Lúc trước Lâm Tiêu không dượt theo Tông Thứ có phần lớn nguyên nhân là vì âm hư công tử. Nửa đoạn sau cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và Tông Thứ luôn có âm hư công tử bám theo không xa. Nếu không phải Tông Thứ bắn ra một luồng huyết khí làm hơi thở của âm hư công tử hơi dao động thì Lâm Tiêu không phát hiện ra gã được. Ẩn núp một chỗ thời gian dài không nhúc nhích, Lâm Tiêu đánh chết không tin âm hư công tử không có ý xấu âm hư công tử lắc người cười tủng tìm bay tới trước gã nhẹ như lông chim theo sát lâm tiêu thiếu hiệp cần gì lạnh lùng từ chối người ta không có ác ý lâm tiêu nhíu mày lạnh lùng nói nếu các hạ không đi thì đừng trách ta không khách sáo âm hư công tử cười duyên ô nóng tính dữ cứng đầu vô lý thật nhưng ta thích âm hư công tử vẫn bám theo lâm tiêu chán lâm tiêu nổi gân xanh mắt lóe tia sát khí sắc bén sát ý đậm đặc như thủy triều ập hướng âm hư công tử Hi hi, Âm hư công tử không sợ, gã như không cảm nhận sát khí từ Lâm Tiêu, vẫn bám theo hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Muốn chết?" Lâm Tiêu lười nói nhảm với Âm hư công tử, chém cho mấy nhát đao. Đao quang sắc bén nổ tung trong không trung, vài đao quang yếu hơn phong tỏa bốn phía, đao quang mạnh nhất ngay giữa. Tay phải giấu trong ống tay áo của Âm hư công tử vươn ra, bàn tay nâng hộp sắt màu vàng to cỡ nắm tay. Hộp sắt màu vàng mở ra, ánh sáng bừng lên, các cây kiếm nhỏ dài cỡ ngón cái mỏng như chiếc rỗi nhanh như chấp đâm vào lâm tiêu, âm hư công tử đã chuẩn bị từ trước rồi. Xẹt xẹt xẹt, những thanh kiếm nhỏ nghênh gió hóa to, chớp mắt dài hơn một thước, kiếm quang lấp lánh chém nát đao quang của lâm tiêu. Kiếm quang hóa thành các luồng sáng đâm vào lâm tiêu, uy lực kinh người, sát khí tứ phía. Đinh đinh đinh, lâm tiêu không dám khinh thường, tinh thần lực tập trung đến trạng thái cao nhất. Lâm tiêu bắt giữ quý tích công kích của trường kiếm, chiến đao chém bay tất cả trường kiếm vù vù vù, mười mấy trường kiếm đủ màu dài một thước sáng lấp lánh lơ lửng quanh người âm hư công tử, rất kỳ lạ quái dị. Âm hư công tử cười tủm tỉm, mắt âm trầm nhìn Lâm Tiêu, nũng nịu của trách. Các hạ cần gì nóng vậy? Ta chỉ muốn quen bằng hữu với Tiêu Hiệp, dù không chịu cũng đừng bạo lực vậy chứ, người ta rất dễ nói chuyện. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, hừ, tuy âm hư công tử cười nhưng cảm giác rất âm u, mặt đất. Hơn nữa âm hư công tử đã cầm sán hộp sắt màu vàng trước khi Lâm Tiêu tấn công gã, Hiển nhiên gã đã định tấn công hắn từ lâu. Âm Hư công tử nói: "Nếu ngươi đã không lĩnh tình thì ta đành giết ngươi trước, rồi chúng ta làm bằng hữu sau." Âm Hư công tử thường hay rèn luyện trong yêu ma lĩnh, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Mới rồi Âm Hư công tử thấy Lâm Tiêu, tông thú đánh nhau bị thương thì lòng máy động. Âm Hư công tử làm bộ muốn quen bằng hữu thật ra tìm cơ hội đột nhiên hành động giết người cướp báu vật. Tuy rằng Lâm Tiêu chưa từng nghe tội ác của Âm Hư công tử nhưng hắn rất cảnh giác trực giác nhạy bén làm hắn cảm nhận sát khí từ gã, nên đương nhiên không cho đối phương có cơ hội. Âm hư công tử cười khẽ, tiếc quá, đẹp trai vậy mà sắp chết, không nỡ chút nào. Âm hư công tử vung tay phải, vù vù vù, mười mấy thanh kiếm quang nhanh như chấp bay ra, biến thành bóng kiếm đầy trời, rậm rạp bao bọc lâm tiêu. Cút, biểu tình lâm tiêu trầm trọng, âm hư công tử thấy hắn và tông thú chiến đấu mà còn dám đi lên chứng minh hắn cũng cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Lâm tiêu không dám coi thường, hắn gầm lên, chiến đao biến thành sóng vô cùng tận khuếch tán. Đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng sắt thép giao nhau vang lên, đao ảnh và kiếm ảnh liên tục giữa hư không bắn ra tia lửa chói mắt. Sóng xung kích nguyên lực đậm đặc khuếch tán bốn phương tám hướng. Cây cối đất đá xung quanh bị nổ thành mảnh nhỏ bay tứ tán. Âm hư công tử múa kiếm công kích, Lâm Tiêu biến sắc mặt nói: "Đây không phải là tinh thần lực khống chế." Lâm Tiêu cứ nghĩ âm hư công tử thông qua tinh thần lực khống chế phi kiếm, nhưng giờ lại cảm giác không phải. Lâm Tiêu không cảm nhận được chút tinh thần lực nào từ phi kiếm, đơn thuần là nguyên lực kết hợp với trận pháp. Kiếm pháp hay, Lâm Tiêu không dám khinh thường, hết sức chăm chú. Hai bên đánh qua đánh lại, để lại dấu vết tàn phá trong rừng núi. Tảng đá dưới đất đầy vết kiếm dấu đao, mặt đất nứt giãn như mạng nhện. Âm hư công tử sớm thấy Lâm Tiêu và Tông Thú chiến đấu nên không giật mình, gã cười âm trầm. Tiểu tử, có bản lĩnh, hèn gì đánh lui được Tông Thú. Lại đỡ một chiêu của ta, Âm hư công tử vung tay triệu hồi mười mấy trường kiếm bay lơ lửng bên người. Nguyên khí kỳ lạ phát ra từ người âm hư công tử bao phủ mười mấy trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm lấp lánh ánh sáng bỗng chốc càng chói lòa. Âm hư công tử quát to, vạn kiếm xuyên không, âm hư công tử hạ tay phải xuống. Vù vù vù, mười mấy kiếm quang thành ánh sáng dập trời, vạch nhiều đường cong trong không trung, làm người ta không phân biệt được hướng công kích là đâu. Trường kiếm nhanh đến cực điểm, lâm tiêu kinh ngạc nói, mau quá, lòng lâm tiêu nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mười mấy trường kiếm nhanh hơn trước gấp đôi chớp mắt đến trước mặt lâm tiêu nhanh đến mức không kịp phản ứng tốc độ này đã vượt qua mắt võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bắt giữ không kịp thi triển phân thân hóa ảnh quyết may mắn lâm tiêu là luyện dược sư tứ phẩm dựa vào tinh thần lực mơ hồ bắt giữ quý thích mười mấy thanh trường kiếm đinh 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 chiến đao hóa thành các đường cong bao phủ toàn thân lâm tiêu hắn chém bay gần 10 trường kiếm nhưng còn ba trường kiếm thì hắn không đỡ kịp Trường kiếm xuyên qua nguyên lực hộ thể ngoài người lâm tiêu, đâm vào ngực. mươi 589, lưỡng bại câu thương một Lâm tiêu cảm giác ngực như bị búa đập, bay ngược lại về phía sau, phun ra một ngụm máu. Lâm tiêu đụng gãy mấy cây cổ thụ to, tiếng vù vù ẩm ý không dứt bên tai. Lâm tiêu phóng lên cao, sẹt sẹt sẹt. lâm tiêu vừa bay đi thì mặt đất dưới chân hắn đã bị vô số trường kiếm đâm thủng lỗ chỗ, rách nát, khắp nơi là cái lỗ như tổ ong. Âm hư công tử kinh kêu, a à vẫn còn có thể né nhanh vậy. Lâm tiêu phản ứng mau vượt qua âm hư công tử dự đoán, võ giả bình thường không thể né tránh hậu chiêu nối tiếp. Âm hư công tử nhìn ngược lâm tiêu, lòng ma giáp lóe ánh sáng đen lộ ra ngoài. Mắt âm hư công tử nóng rực, bảo giáp lục dai, ra là vậy, né khỏi sát chiêu của âm hư công tử, lâm tiêu thầm giật mình. Nguy hiểm quá, nếu không có lòng ma giáp phòng ngự, bằng vào long tượng luyện thể đệ tứ trọng e rằng lâm tiêu đã bị thương nặng, lần thứ hai rơi vào sát chiêu của âm hư công tử ánh mắt âm trầm nhìn âm hư công tử lâm tiêu vắt óc suy nghĩ bước tiếp theo bàn về thực lực thì âm hư công tử dường như mạnh hơn tông thú, xứng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ khiến lâm tiêu e ngại là âm hư công tử tấn công tốc độ mau đến tột đỉnh không thể né tránh mười mấy trường kiếm như tinh thần nguyên thoa bản thăng cấp lăng không chém giết khó mà đề hòng đáng sợ là uy lực mỗi thanh trường kiếm siêu kinh người tương đương tinh thần lực đỉnh lục phẩm khống chế dưới tình huống bình thường Lâm Tiêu không sợ âm hư công tử, nhưng lúc đánh nhau với Tông Thứ làm hắn bị thương đôi chút, cộng với vết thương cũ, không quá nặng. Nếu Lâm Tiêu đấu với võ giả bình thường thì không sao, quyết đấu với cao thủ như âm hư công tử thì Lâm Tiêu rơi vào thế yếu, hoàn cảnh nguy hiểm ngay. Sơ sẩy một cái rất có thể Lâm Tiêu sẽ chết tại đây. Không ngờ trên người của ngươi có bảo giáp lục dai, thật khiến người ngạc nhiên. Nhưng bằng vào bảo giáp lục dai không ngăn được công kích của ta. Âm hư công tử mỉm cười nhìn lâm tiêu, ta không thích làm chuyện đánh giết, vậy đi, người tặng bảo giáp lục sai cho ta, ta sẽ không xuống tay với ngươi, tha cho ngươi một con đường sống. Lâm tiêu cười lạnh nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Mắt âm hư công tử như rắn độc âm trầm nhìn lâm tiêu, cười nói. Người ta tốt bụng cho ngươi đường sống mà ngươi không lĩnh tình, vậy thì chết đi. Âm hư công tử đột nhiên tấn công tiếp, vạn kiếm xuyên không, vù vù vù, kiếm quang vô tận lại bay ra, nhanh đến tột đỉnh như tia chớp hùng dũng chém xuống. Mắt thường chỉ thấy các sợi tơ kiếm khí cắt hư không, cùng với kiếm ý sắc bén thấu xương. Không chờ trường kiếm đến gần mình, cơ thể lâm tiêu nổ tung. Bảo, các trường kiếm đâm nát tàn ảnh, gần 10 kiếm quang đánh hụt, vài trường kiếm tìm đúng chân thân. Vô tận lãng đao, sóng đao tầng tầng đổ ập xuống, cắt nát trường kiếm. Âm hư công tử nhìn lâm tiêu chằm chằm, người nghĩ làm như vậy có thể trốn được ta truy sát sao? Hai tay âm hư công tử liên tục ngúa đi, vù vù vù, vô số trường kiếm bay lên ghép thành dòng chảy kiếm quang chém vào lâm tiêu. Bảo, cơ thể lâm tiêu nổ tung né tránh đa số kiếm quang, có vài kiếm quang theo sát. Lại bảo, tàn ảnh chia ra ba, như ảo như ảnh, nửa thật nửa giả, khó phân biệt thật giả. Cát, kiếm quang chém xuống, cắt nát tất cả tàn ảnh, nhưng trường kiếm tách ra thì uy lực giảm đi, chỉ có một. Hai thanh trường kiếm khó thoát khỏi tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu bắt giữ, không tạo thành tổn thương cho hắn được mặt âm hư công tử xanh mét ta không tin nguyên lực của ngươi mãi không cạn kiệt âm hư công tử không sốt ruột bất cứ công pháp phân thân nào mỗi lần phân ra tàn ảnh phân thân sẽ tiêu hao nhiều nguyên lực thoạt trong âm hư công tử tạm thời không làm gì được lâm tiêu nhưng thời gian lâu nguyên lực tiêu hao nhiều hắn sẽ bị gã giết huống chi lúc lâm tiêu chiến đấu với tông thú đã tiêu hao nhiều nguyên lực bị thương nhất định âm hư công tử biết điều này lâm tiêu cũng biết ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có phi kiếm sao xem phi kiếm của ta đây. Cơ thể lâm tiêu nhanh chóng biến đổi, vung tay trái hướng âm hư công tử. Ba tia sáng đen như tia chớp cắt rách không khí, trong không trung vang tiếng rít điếc tai lao nhanh tới trước mặt âm hư công tử. Đây là ba khối tinh thần nguyên thoa lúc trước lâm tiêu cầm sẵn trong tay áo. Vù vù vù, ánh sáng đen bắn ra, âm hư công tử chưa kịp phản ứng thì tia chớp đen xẹt qua không trung từ các hướng khác nhau ập vào gã. Trừ ánh sáng nhỏ hơn một chút ra không khác gì phi kiếm âm hư công tử bắn ra âm hư công tử kinh ngạc hỏi cái gì ngươi cũng có phi kiếm âm hư công tử vội thu kiếm đỡ đinh 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 một thanh phi kiếm gần nhất chạy về đánh bay ba tinh thần nguyên thoa yếu vậy sao không phải phi kiếm là bí pháp tinh thần lực khống chế ám khí âm hư công tử cảm giác đã bị lừa mặt xanh mét ba ánh sáng đen nhìn như kinh người nhưng thật ra uy lực không lớn dù có đâm trúng người gã chưa chắc phá được phòng ngự nguyên lực ngoài thân nhưng vì căng thẳng và sợ hãi âm hư công tử đã thu hết phi kiếm về, mất cơ hội áp chế lâm tiêu. Đối phương định trốn, trong đầu âm hư công tử nổi lên suy nghĩ này, nhưng dây sau ý tưởng đó bị phủ định. Lâm tiêu hết bị phi kiếm ức chế, hắn nhảy lên, hai tay giơ cao chiến đao chém mạnh xuống âm hư công tử. Vô tận lãng đao, một đao ảnh to lớn kèm theo đao khí vô cùng tận ập đến, muốn nuốt âm hư công tử. Âm hư công tử chẳng những không sợ còn thầm mừng. Ha ha ha, ngu quá, cơ hội tốt vậy mà không trốn lúc lâm tiêu đối phó tông thú đã thi triển chiêu này lúc ngăn cản vạn kiếm xuyên không hắn cũng đã dùng âm hư công tử hiểu rõ uy lực của vô tận lãng đao nó không thể phá mở phi kiếm của gã vạn kiếm hợp nhất âm hư công tử mừng như điên nguyên lực tập trung vào một điểm khống chế mười mấy trường kiếm kết hợp trận hình đặc biệt tổ hợp thành phi kiếm ảo khổng lồ va chạm mạnh vào vô tận lãng đao ầm 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 kiếm khí tung hoành đao ý vắt ngang trời vụ nổ lớn giữa không trung vô tận lãng đao luôn bách chiến bách thắng không gì phá nổi của lâm tiêu bị phi kiếm to lớn chém liên tục run rẩy tùy thời tan nát nếu không có ý vô tận trong đao ý vô tận ngũ phẩm thì vô tận lãng đao đã tan nát tiểu tử một kiếm giết ngươi hai tay âm hư công tử liên tục bắt ấn nguyên lực gia cố vào thanh kiếm to tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm kiếm quang càng rực rỡ khí thế nghiền áp vô tận lãng đao hai tay lâm tiêu siết chặt chiến đao đôi mắt không hoảng hốt sợ hãi chiến ý sắc bén phóng lên cao tinh nguyên hóa khí, ong ong ong, tinh thần lực cường đại dâng lên trong người lâm tiêu hóa thành lực lượng như thực chất, từng tia lấp lấp quấn quanh chiến đao trong tay lâm tiêu. chín 590, lưỡng bại câu thương hai Diệt, chiến đao tầng tầng chém xuống, uy lực vô tận lãng đao đột nhiên tăng mạnh. Các tầng đao quang theo sát chém mạnh vào cửa kiếm tỏa sáng rực rỡ trong không trung. Bùm, kinh khí vô hình bùng nổ, cửa kiếm tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm nổ tung bay đi bốn phương tám hướng. Nguy rồi, sao uy lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh. Âm hư công tử nảy sinh bất an, thầm la không tốt. Âm hư công tử không kịp thu về hết trường kiếm, gã vội thúc giục nguyên lực hộ thể điên cuồng ngưng tụ độ mạnh nhất trước mặt mình. Âm hư công tử điều khiển trường kiếm bay tứ tán bắn vào bản thể lâm tiêu, định thừa dịp giết ngược lại hắn. Phập, đao khí đâm vào người, nguyên lực hộ thể của âm hư công tử bị các tầng vô tận lãng đao công kích không chống đỡ được bao lâu đã vặn vẹo tan nát đao quang chứa đao ý vô tận xé rách áo trắng của âm hư công tử để lại vết đao dài máu phun ra ướt đẫm vô cùng thảm thiết âm hư công tử há mồm phun dòng máu đỏ mặt vặn vẹo dám làm ta bị thương chết đi âm hư công tử bay ngược ra hai tay vung mười mấy trường kiếm đâm thủng nguyên lực hộ thể của lâm tiêu đâm trúng thân thể lâm tiêu phun máu xung lực đẩy hắn đập vào thân cây to sau lưng cây to gãy ngang sụp đổ lưỡng bại câu thương chiêu vừa rồi làm cả hai cùng bị thương, không ai hơn ai. Âm hư công tử vùng vẫy đứng dậy, gã cảm nhận được lồng ngực đau đớn, mặt xanh mét. Rõ ràng tiểu tử này bị thương rồi mà sao thực lực còn đáng sợ hơn lúc đánh nhau với tông thứ. Âm hư công tử thấy lâm tiêu đấu với tông thứ xong định thưa dịp nhặt của rơi, ai ngờ thực lực của đối phương vượt xa gã dự đoán. Âm hư công tử luôn chọn trái mềm để bóp ai rẻ bắt chúng cục sắt. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót rời đi. Âm Hư công tử nuốt một viên chữa thương đan, gã thầm hối hận. Nếu đối phương trốn thoát thì sau này Âm Hư công tử khó sống yên. Chết đi, nhưng Âm Hư công tử chưa kịp tấn công thì Lâm Tiêu đã lau máu dính khóe môi, lao vào tấn công gã trước. Vô tận lãng đao, tinh thần lực ra cố vào Thái Huyền đao, tốc độ Lâm Tiêu tăng vọt nhanh như chớp chém xuống Âm Hư công tử. Đáng ghét, Vạn kiếm thành thuẫn, mười mấy trường kiếm chợt lóe hiện ra trước mặt Âm Hư công tử, mũi kiếm chĩa vào trong, chuôi kiếm đưa ra ngoài các trường kiếm nhanh chóng hình thành tấm chắn tròn đỡ lâm tiêu công kích ầm 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 tiếng nổ vang lên điếc tai khắp trốn bụi bay mù mịt mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy thước đường kính mấy chục thước vết dạn như mạng nhện lan tràn nứt ra khe rãnh rộng cỡ một người người đâu rồi bụi bậm lắng xuống âm hư công tử mất dấu lâm tiêu phương xa lâm tiêu đứng trên một cái cây to bây giờ ta bị thương khá nặng tiếp tục đánh nhau chưa chắc hắn làm gì được ta nhưng ta cũng không thể giết hắn lỡ có thêm cường giả đi ngang qua thì kết quả sẽ càng thảm đại chiến với tông thứ rồi lại chiến đấu dây dưa cùng âm hư công tử làm nguyên lực của lâm tiêu đã tiêu hao nhiều vết thương đầy mình lâm tiêu còn sức chiến đấu tiếp nhưng hắn thấy không cần thiết liều mạng vù 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 lâm tiêu sử dụng tinh thần lực thu về ba tinh thần nguyên thoa đã ném ra điều này cũng lộ vị trí của hắn trước mắt âm hư công tử âm hư công tử cảm giác được ở đó mặt âm hư công tử lạnh lùng phất tay bắn trường kiếm bay hướng lâm tiêu vù vù vù, vô số kiếm ảnh ập đến, dọc đường cắt nát nhiều cây to. Cuồng thú đao pháp, hoang thú vô cương, rao, trên cây to, lâm tiêu dốc sức chém xuống một đao. Hoang thú ảo khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, yêu thú cao trăm thước giữ tận gầm giống, kinh phong cuốn sạch cửu thiên thập địa, cắn xé bóng kiếm dập trời. ầm ầm ầm, hoang thú ảo khổng lồ va chạm với mười mấy trường kiếm, khắp nơi là kiếm khí, đao khí tứ tán. Núi rừng trong phạm vi mấy trăm thước bị tàn phá hỗn độn, lâm tiêu không đợi xem kết quả cơ thể hắn nổ tung bảo bốn phân thân tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng âm hư công tử hết sức điều khiển mười mấy trường kiếm cắt nát hoang thú của lâm tiêu âm hư công tử định đuổi theo nhưng thấy bốn tàn ảnh bay đi bốn hướng diệt hết mặt âm hư công tử vặn vẹo dốc sức thi triển phi kiếm đuổi theo hai tàn ảnh cắt nát nhưng hai tàn ảnh khác đã lao vào rừng sâu không thấy bóng dáng nữa âm hư công tử định truy kích thấy vậy chửi thề chết tiệt cái nào mới là chân thân âm hư công tử sắc mặt khó xem nói rốt cuộc hắn vẫn trốn thoát âm hư công tử bất đắc dĩ thu về trường kiếm gã đấm mạnh xuống tảng đá dưới đất mắt tràn ngập hối hận âm hư công tử vốn định nắm bắt cơ hội giết tiểu tử kia cướp ít báu vật chẳng ngờ đối phương quá mạnh âm hư công tử không thành công còn vô tình đắc tội với cường giả đây không phải điều gã mong muốn tiểu tử này rất lạ mắt chắc vừa đến yêu ma lĩnh không lâu ta không tin hắn sẽ rời khỏi đây ngay khi nào hắn còn ở yêu ma lĩnh thì sớm muộn gì sẽ bị ta bắt gặp. Mắt âm hư công tử lóe tia sáng, khuôn mặt như nữ nhân tràn ngập sát ý, tái nhợt. Nếu không được nữa thì ta hợp tác với tông thứ cùng tấn công, ta không tin hai chúng ta không giết được tên tiểu tử này. Không chừng trong lúc chiến đấu hai bên lưỡng bại câu thương, ta khử luôn tông thứ. Nghĩ đến đây âm hư công tử cười âm trầm, gió nhẹ thổi qua, âm hư công tử biến mất, chỉ để lại một mảnh rừng núi hỗn độn. Khoảng một canh giờ sau, cách chỗ Lâm Tiêu và âm hư công tử chiến đấu khoảng ngàn dặm, một bóng người dừng lại. Đó là Lâm Tiêu quần áo rách dưới, ngực loang lổ vết máu. Hiện tại tông thứ, âm hư công tử chắc không tìm thấy ta ở đây đâu, tìm chỗ nghỉ tạm đã. Lâm Tiêu nhìn phía trước, xung quanh yên lặng, cách mấy chục dặm có một ngọn núi hoang cao mấy trăm thước, hiếm bóng người. Lâm Tiêu đến trước ngọn núi, hắn dùng thái huyền đao đào ra cái hang ở vị trí ẩn khuất, lại dùng tảng đá to chặn cửa vào. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong hang, may mà lần này trên người có long ma giáp nếu không ta đã gặp nguy hiểm rồi trong phạm vi sông đao lãng quả nhiên có nhiều cường giả cao thủ khắp nơi nếu còn ở trong trại huấn luyện sẽ không biết có nhiều cường giả đến vậy lâm tiêu xé rách võ phục đã nát bươm hắn vuốt long ma giáp thầm mừng nếu không nhờ long ma giáp thì cuộc chiến trước đó thật nguy hiểm tông thứ hay âm hư công tử đều không yếu hơn lâm tiêu thậm chí mạnh hơn hắn một phần Nhờ vào phòng ngựa siêu mạnh của Long Ma Giáp mà Lâm Tiêu chẳng những ngăn cản Tông Thứ, âm hư công tử công kích ngược lại buộc một người trốn, một bị thương nặng. Lâm Tiêu âm thầm đánh giá tranh lệch giữa mình và đối thủ, thực lực cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tông Thứ thua vì sơ sẩy, nếu hành động cẩn thận hơn thì đã không bị ta đánh cho thảm bại như vậy. Chương 591, chim lửa xuyên không, âm hư công tử đúng là đáng sợ, phi kiếm kỳ dị khó đề phòng, tốc độ siêu nhanh, không kịp ngăn cản, uy lực cũng rất kinh người, ám kình nhập vào cơ thể. Vết thương trên người ta không quá nặng nhưng phải điều dưỡng nửa tháng mới mong phục hồi đến đỉnh. Tông thứ hay âm hư công tử về mặt công kích đều ngang ngửa với ta. Hai người chiếm ưu thế tốc độ, nguyên lực thì ta tu luyện cửu chuyển huyền công mặc dù cường đại nhưng đối phương là võ giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, sẽ không yếu. Thứ duy nhất ta chiếm ưu thế là phòng ngự, mắt lâm tiêu lóe tia sáng. Hiện tại ta mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, chưa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ thì cửu chuyển huyền công không tiến bộ được. Có thể tập trung tu luyện long tượng luyện thể đệ ngũ trọng, khi nào tu luyện thành công sức phòng ngự của ta sẽ tiến bộ kinh người. Khi đó tông thứ, âm hư công tử có hợp sức cũng không gây ra tổn thương lớn cho ta được. Lâm tiêu tràn ngập niềm tin, đương nhiên khi thực lực của hắn đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, luyện thành cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển, cơ thể ngưng kết chân nguyên chỉ võ giả quy nguyên cảnh mới có. Điều này giúp thực lực của Lâm Tiêu càng kinh người, khi đó tông thứ hay âm hư công tử đều bị hắn giết dễ dàng tạm thời không nghĩ nhiều chữa lành vết thương đã không biết lý giật phong ra sao còn ở quỷ âm phong nữa không lâm tiêu vứt bỏ tạp niệm hắn nuốt một viên ngũ phẩm chữa thương đan khoanh chân điều dưỡng hơi thở thời gian lặng lẽ trôi chớp mắt nửa tháng qua đi ầm 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 hôm nay dưới chân núi hoang cao mấy trăm thước bỗng vang tiếng gầm rú đinh tai tảng đá to cao mấy thước bị ném bay vỡ thành nhiều mảnh trong không trung đằng sau tảng đá lâm tiêu chậm rãi đi ra khỏi hang động đen nhánh lâm tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm điều dưỡng nửa tháng vết thương trên người ta đã hoàn toàn lành lại đã đến lúc đi quỷ âm phong lâm tiêu biến thành luồng sáng bay nhanh về hướng quỷ âm phong nằm ở sâu trong yêu ma lĩnh quỷ âm phong nằm sâu trong yêu ma lĩnh mấy ngàn dặm yêu thú khắp nơi nguy hiểm chập trùng âm sát khí rất nặng nơi này có nhiều chướng khí kịch độc khiến đa số võ giả trùn chân quỷ âm phong nằm ngay chính giữa khu vực này nên nó mới có tên là quỷ âm phong. Song song đó nhờ vào hoàn cảnh xung quanh, quỷ âm phong sinh trưởng nhiều linh hoa dị thảo chỉ sinh trưởng ở đất âm sát. Nhiều võ giả thích đi quỷ âm phong rèn luyện là vì thế, thường sẽ phát hiện một gốc linh dược cao dai là thu hoạch lớn nhất. Lâm tiêu dốc sức chạy như bay khoảng cách mấy ngàn dặm chỉ mất vài canh giờ. Nhưng trong yêu ma lĩnh ít võ giả nào di chuyển hết sức, thường xuyên phải cảnh giác bốn phía nên thường tốn thời gian nhiều hơn bình thường. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu đến khu rừng có ngô đồng lửa to lớn. Nơi đây là một mảnh nguyên khí hỏa hệ dồi dào, sinh trưởng nhiều ngô đồng lửa thích hợp hoàn cảnh nguyên khí hỏa hệ, hấp dẫn nhiều yêu thú hỏa hệ rừng chân. Lâm Tiêu cẩn thận thi triển điện quang hỏa thạch lao đi trong khu vực này, tinh thần lực tứ phẩm luôn cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một tiếng gầm như sấm sét vang vọng thiên địa, nhiệt xúc, đi đâu, thanh âm như sét giữa trời xanh, uy nhiếp đáng sợ dâng lên. Áp lực cực kỳ khủng bố ập xuống, làm Lâm Tiêu nổi lên cảnh giác nguy hiểm người run bần bật. Âm âm âm, hai luồng sáng rượt đuổi nhau rạch phá không gian bay từ chân trời đến. Một cái bóng là chim lửa thân hình khổng lồ, cái cánh dài mấy chục thước, miệng có mỏ dài, sóng âm chấn động. Đôi cánh vỗ toát ra lửa lan tràn chân trời, như sao băng lửa xẹt qua, uy mãnh bá đạo. Đằng sau chim lửa khổng lồ là một lão nhân tóc xám mặc võ phục màu xanh, bay nhanh như điện, ánh sáng lam mông lung xoay nhanh quanh thân lão. Khí lưu màu lam như sóng nước, áp lực hùng hồn, đó là hàn băng lão nhân lâm tiêu đã gặp trong đại điện giao dịch thành hắc lĩnh lâm tiêu kinh ngạc nói con chim lửa khổng lồ bay trong không trung khí thế sắc bén đáng sợ chắc lại yêu thú đẳng cấp thất tinh tại sao nó xuất hiện ở đây bị hàn băng lão nhân quy nguyên cảnh sơ đỉnh phong kỳ giật bắt đương nhiên không phải yêu thú bình thường ít nhất cũng cỡ thất tinh chim lửa khổng lồ tức giận hót ri thanh âm như sắt thép chim lửa khổng lồ quay đầu phun lửa vù 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 luồng lửa như đám mây thi nhau rơi xuống nhiều cây cối trong rừng bị đốt cháy nhiệt độ rất cao trước mắt cây cối đã thành tro nên đất đá bị đốt khét đen nhiệt xúc tìm cái chết hàn băng lão nhân một trường xé mở lửa trước mặt vùng hai tay khí lưu hàn băng màu lam cuốn sạch thiên địa đóng băng bầu trời thành khối tinh thể trong phút chốc nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống mấy chục độ khí lưu màu lam cuốn người chim lửa khổng lồ chim lửa khổng lồ hót dài thê lương chim lửa khổng lồ xuyên không nó đập cánh lướt qua ngọn núi cao vài trăm thước đột nhiên ngọn núi tóe lửa, vỡ thành mấy mảnh, đá to phô thiên cái địa đập vào hàn băng lão nhân. Hàn băng lão nhân vỗ trưởng vào đá dập trời, khí lưu màu lam sen lẫn chân trời. Vô số hòn đá bị đóng băng lơ lửng, vỡ thành bụi phấn bay trong không khí. Hàn băng lão nhân không giảm tốc độ, xuyên qua mảng lớn bụi mù đuổi theo chim lửa khổng lồ. Một người một chim bay rất nhanh, chớp mắt biến mất trong tầm mắt lâm tiêu, không còn thấy bóng dáng. Lâm tiêu thở hắt ra, phù, lâm tiêu thầm giật mình, Trước kia lúc đi thiên mộng bí cảnh hắn cũng từng thấy nguyên phó doanh chủ ra mặt nhưng mỗi lần xem võ giả quy nguyên cảnh đánh nhau là lâm tiêu lại vô cùng rung động. Võ giả đột phá quy nguyên cảnh, nguyên lực toàn thân chuyển hóa chân nguyên, bay lên cao, phá núi chặt đá dễ như chơi. Đây mới là cường giả thật sự, không đến quy nguyên cảnh dù có mạnh cách mấy chỉ xem như cao thủ chứ không phải cường giả thật sự. Lâm tiêu siết chặt hai nắm tay, tinh thần kích động, đôi mắt càng kiên quyết hơn. Lâm tiêu dọc theo núi rừng đi tới. Qua chuyện hàn băng lão nhân, Lâm Tiêu càng cảnh giác, cẩn thận hơn. Nơi này là yêu ma lính, cường giả quy nguyên cảnh rất nhiều. Có vài chỗ không chừng ẩn núp yêu thú đáng sợ nào, sơ sẩy một cái là bị nuốt không còn màu xương. Ngày thứ hai, rốt cuộc Lâm Tiêu chạy tới núi Quỷ Âm. Núi Quỷ Âm không chỉ là một ngọn núi, nó là một dãy núi. Có mấy chục núi cao, tất cả đều tên núi Quỷ Âm. Càng đi sâu trong núi Quỷ Âm thì âm sát khí càng nặng, đến tận cùng thì âm sát khí đậm đến mức hóa thành thực chất. Trong núi quỷ âm nơi âm sát khí nặng nhất, ngọn núi hùng vĩ nhất chính là quỷ âm phong. Vù vù vù, Lâm Tiêu mới bước vào phạm vi núi quỷ âm thì khí lạnh thấu xương đã bao bọc toàn thân hắn. Khí lạnh này không phải làm người ta cảm giác sởn gai óc mà là âm sát khí nhập vào thân thể, ảnh hưởng tinh thần võ giả, khiến tinh thần võ giả thấy lạnh lẽo. Loại cảm giác này làm Lâm Tiêu rất khó chịu. chương 592, âm phong mãng. Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công, hoàn toàn khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm ra, lực lượng lạnh lẽo yếu đi nhiều. Lâm tiêu vào sâu trong núi quỷ âm, âm sát khí dần dần đậm hơn. Nhưng đối với lâm tiêu thì số âm sát khí này chưa nghiêm trọng. Trong núi rừng sinh trưởng gỗ cây thích hợp âm sát khí. Có cực âm mộc, đoạn âm thảo vân vân. Đến sâu trong quỷ âm phong, một số cỏ cây bình thường không cách nào sinh tồn, chỉ còn lại những thảo mộc thích hợp khu vực lạnh lẽo. Cách không xa, một võ giả nhảy ra đằng sau một tảng đá, hái gốc đoạn âm thảo màu xanh đen rộng cỡ ngón tay, cao hai lóng tay. Võ giả reo lên, à ha, gốc đoạn âm thảo có số năm từ 20 năm trở lên, may quá. Nói đoạn âm thảo từ 10 năm trở lên không phải ý chỉ đoạn âm thảo thật sự sinh trưởng 10 năm mà là thành phần linh khí có thể làm thuốc chứa trong đoạn âm thảo đã đến 10 năm. Trong khu vực bình thường, một gốc đoạn âm thảo muốn được dược hiệu 10 năm có lẽ phải sinh trưởng 10 năm, nhưng âm sát khí trong quỷ âm phong ảnh hưởng thường chỉ cần 3 năm, 1 năm hay vài tháng là được. Cho nên nhiều võ giả đến núi quỷ âm siêu tầm linh dược có võ giả săn bắt yêu thú lấy yêu đan chứa âm sát khí dọc đường đi lâm tiêu thấy có vài nhóm võ giả đến với mục đích đó võ giả kia cảnh giác nước lâm tiêu gã lật đật các đoạn âm thảo nhảy người lên vài giây sau biến mất trong rừng rậm vì có nhiều võ giả nên trong núi quỷ âm giết chóc không dứt võ giả tàn sát nhau vì giành báu vật nhiều không đếm xuể mỗi năm không biết có bao nhiêu võ giả chết trong núi quỷ âm nên võ giả không quen biết nhau thì thường rất cảnh giác với người lạ giao, giao, giao lâm tiêu mới đến không lâu sâu trong rừng núi vang tiếng xào sạc mơ hồ có tiếng võ giả gào thét vù 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 núi rừng rung rinh gió lạnh đột nhiên nổi lên ngay lập tức ở phía trước đột nhiên có con mãng xà tanh hôi dài mấy chục thước cao hai thước chui ra mãng xà đầu có sừng đôi mắt đỏ máu nhìn lâm tiêu lạnh lẽo tả ác mãng xà há to mồm máu táp lâm tiêu kinh phong rít gào mùi hôi nồng nặc làm người ta chóng mặt cái miệng khổng lồ có lực hút mạnh mẽ kéo lâm tiêu vào bụng mãng xà mắt lâm tiêu lóe tia sáng hắn vẻ mặt bình tĩnh rút chiến đao dắt bên hông ra keng đao quang sắc bén chém ngay mồm máu của mãng xà phập đầu mãng xà bị cắt thành hai máu phun lên cao mấy thước đôi mắt đỏ tàn bạo tắt đi ánh sáng cái đầu khổng lồ đập mạnh xuống đất đá nứt ra mãng xà nằm im không nhúc nhích đao quang chợt lóe cắt bụng mãng xà lâm tiêu cẩn thận vươn tay ra sức hút không gì sánh bằng sinh ra lâm tiêu hút yêu đan to cỡ trái bóng truyền vào tay yêu đan xanh đen toát ra âm sát khí lạnh lẽo khiếp người con máng xà này đã sống trong núi quỷ âm thời gian rất dài đây là con máng xà cỡ đỉnh mô tinh cộng thêm âm sát khí trong người giá một viên yêu đan cỡ 200 vạn lượng một thanh âm tức giận vang lên đại ca âm phong máng bị người ta giết yêu đan cũng bị lấy mất rồi trong rừng vang tiếng xé gió một tiểu đội võ giả khoảng mười mấy người xuất hiện các võ giả tức giận nhìn xác âm phong máng thấy Lâm Tiêu đứng trước cái xác thì đám người bao vây hắn, sát khí dữ dằn. Một võ giả khoảng 30 tuổi biểu tình tức giận nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Các hạ, chúng ta phát hiện âm phong mãng này trước, một đường truy sát nó, sắp giết chết được nó ai ngờ các hạ lấy yêu đan đi, cướp đồ của chúng ta. Các hạ làm như vậy hơi thiếu đạo đức, Lâm Tiêu nhìn âm phong mãng, quả nhiên trên người nó có một số vết thương nhẹ nhưng không nguy hiểm mạng sống, cái gì mà sắp giết chết, rõ ràng nói quá lên một viên yêu đan ngũ phẩm chẳng là gì với lâm tiêu nhưng giọng điệu của đối phương khiến hắn bất mãn con âm phong mãng chưa chết thức là vật vô chủ sao lại nói nó thuộc về các ngươi võ giả kia biến sắc mặt ánh mắt sắc bén sát khí đậm đặc phát ra võ giả hừ lạnh một tiếng xem ra các hạ không chịu trả lại yêu đan âm phong mãng vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo vù 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 mười mấy võ giả bao vây lâm tiêu rút vũ khí ra khí thế hùng hổ bắn lên cao lâm tiêu mặt không biểu tình nhìn quét bốn phía đám võ giả này khoảng hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ có một hai võ giả là hóa phàm cảnh hậu kỳ nếu bọn họ dám đánh thì lâm tiêu không ngại dạy cho bài học khó quên trong khi hai bên dương cung bạt kiếm sắp đánh nhau thì tiếng hết giận dữ vang lên dừng tay một nam nhân cao to từ xa bay đến chớp mắt đứng chặn giữa hai phe võ giả kia nói đội trưởng đến rồi tiểu tử này giết âm phong mãng cướp đi yêu đan của chúng ta nam nhân cao to khí thế giữ dằn lạnh lùng quát nạt câm miệng nam nhân cao to chắp tay các hạ là thuộc hạ của ta lỗ máng xin thứ lỗi âm phong máng là con mồi của các hạ chúng ta không có ý chiếm nam nhân cao to vung tay ra lệnh cho cá võ giả chúng ta đi võ giả kia sốt ruột nói đội trưởng nam nhân cao to tức giận quát chẳng lẽ ngươi không thèm nghe lời ta nói rút lui võ giả vẻ mặt bất đắc dĩ đám người đến nhanh đi cũng mau thoáng chốc không còn bóng dáng trong toàn quá trình Lâm Tiêu không nói không rằng, hắn lắc đầu, biến thành luồng sáng khuất trong núi rừng. Trong núi rừng phương xa, đám võ giả kia thấy Lâm Tiêu rời đi thì trở về chỗ cũ. Sao đội trưởng tha cho tiểu tử kia, âm phong mãng là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, bán yêu đan của nó trong thành hắc lĩnh ít nhất được 150 vạn lượng trở lên. Nam nhân cao to trừng mắt với đám người, ta tha cho tiểu tử kia, các người có não không vậy, thiếu niên dám một mình đến núi quỷ âm thì là người bình thường sao nếu ta không tới kịp các người đã gặp nguy hiểm. Không thể nào, võ giả không tin, đội trưởng, ta đã cảm giác qua, tiểu tử này chỉ có hơi thở hóa phàm cảnh trung kỳ, nên ta mới. Hóa phàm cảnh trung kỳ, hừ, nam nhân cao to hừ lạnh một tiếng, hóa phàm cảnh trung kỳ có thể một đao chém đầu âm phong mãng thành hai khúc sao. Đám người vòng tới đằng trước đầu âm phong mãng, thấy miệng vết thương chí mệnh. Chính giữa cái đầu cứng rắn nhất nứt khe hở mỏng, là dấu nhát đao chém. Con âm phong mãng không có chút sức chống cự, trong rừng vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Ui, bọn họ đã truy kích con âm phong mãng này một đoạn thời gian, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, thực lực quá mạnh nên mãi không giết được, chẳng ngờ âm phong mãng bị người ta chém một đao chết tươi. Nam nhân vạm vỡ biểu tình trầm trọng nói với mọi người. Sau này mở to ánh mắt đi, âm phong mãng mới rời khỏi tầm mắt chúng ta bao lâu. Chỉ chớp mắt đã chết vào tay thiếu niên, hắn là người bình thường sao? Chương 593, Thiên Âm Cốc 1. Nếu ta không đoán sai thì thiếu niên ẩn giấu đẳng cấp, hoặc là thiên tài đỉnh cao của vài đại thế lực, chiến đấu vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước. Mặc kệ là kết quả nào thì chúng ta không trêu vào nổi. Võ giả chúng ta mạo hiểm nơi dã ngoại, muốn sống tiếp trừ thực lực mạnh ra phải có ánh mắt sắc bén, nếu đắc tội cao thủ thì chết như thế nào cũng không biết. Các võ giả gật đầu, nói: "Rõ, nghĩ đến mình mới lướt qua là tử thần là cả đám sợ hú hồn." lúc này biểu tình nam nhân cao to dịu lại. Được rồi, các ngươi lo xử lý xá con âm phong mãng đi, tuy không có yêu đan quý trọng nhất nhưng vậy, sừng này nó cũng đáng giá mấy chục vạn lượng. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu thiếu niên là người bình thường sẽ bỏ qua mấy tài liệu này sao? Vụ việc này chỉ là nốt nhạc đệm với Lâm Tiêu, hắn quên ngay. Dọc đường đi Lâm Tiêu mấy lần bị yêu thú tấn công, gặp vài nhóm võ giả nhưng hai bên không có xung đột. Lâm Tiêu trèo qua mấy ngọn núi cao, quỷ âm phong to nhất trong núi quỷ âm đập vào mắt hắn lâm tiêu ngước lên nhìn âm khí quanh quẩn âm sát khí đậm đặc tràn ngập trong rừng núi nồng nặc hơn vòng ngoài rất nhiều ảnh hưởng lý trí con người đến nơi đây trừ võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ ra võ giả bình thường khó mà tiến vào võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ dễ bị âm sát khí ảnh hưởng hoặc tẩu hỏa nhập ma tinh thần hỗn loạn hoặc mất lý trí chỉ biết giết người vù 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 lâm tiêu nhanh như chớp lao vào quỷ âm phong quỷ âm phong cao mấy ngàn thước Bốn phía quanh năm bị trướng khí màu nâu xám bao phủ, âm sát khí quanh quần, cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt trên ngọn núi âm sát khí đậm đặc như sóng nước thực chất. Cường giả quy nguyên cảnh bình thường cũng không dám bay xuyên qua nó, sợ bị âm sát khí nhập thể, tuy không đủ giết quy nguyên cảnh nhưng rất khó thanh lý âm sát khí. Nếu bị dính âm sát khí sẽ phải tốn nhiều thời gian và chân nguyên để trừ khử nó. Vừa vào quỷ âm phong thì âm sát khí đột nhiên tăng nhiều, tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu cũng không chịu nổi thật ra tinh thần lực chỉ giúp võ giả kiên trì lâu hơn khi bị âm sát khí nhập thể, đầu óc không mất lý trí ngay, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Lực lượng thuần chính thủ chuyển huyền công của Lâm Tiêu dễ dàng ngăn cản âm sát khí xâm nhập. Mới vòng ngoài mà âm sát khí đã đậm như thế này, đi vào trong còn đáng sợ cỡ nào. Tùy tiện xâm nhập thì chết chắc, phạm vi quỷ âm phong khoảng hơn ngàn dặm, không biết Lý Giật Phong sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát ở đâu, phải tìm người hỏi thăm mới được. Lâm Tiêu không tùy tiện tiến vào, hắn bay vòng quanh quỷ âm phong, tìm kiếm dấu vết võ giả. Ầm ầm ầm, dọc đường đi, trong khu rừng bên ngoài quỷ âm phong vang tiếng nổ điếc tai. Lòng Lâm Tiêu máy động, hắn nhảy ngước lên, chết đi, trên đất trống rừng rậm, một võ giả trung niên tóc xám giơ chiến đao chém vào quái vật do tinh thể màu xám tổ hợp. Khói xám bao phủ người quái vật, đầu nó bị chém nát, cả người vỡ vụn rơi xuống đất. Khói xám biến mất lộ ra mảnh vụn xác chết. Nam nhân trung niên tóc xám khều tinh thể to cỡ móng cái lấp lánh ánh sáng từ đống cặn bã, nhách môi hưng phấn nói. Lại được một viên âm sát tinh, có nó không chừng tà khí đao của ta có thể tiến thêm một bước. Nam nhân trung niên chợt có linh cảm, vụt ngẩng đầu. Ai, nam nhân trung niên giật mình, giờ đao chắn trước ngực, rất là cảnh giác. Không biết thiếu niên tóc đen nhánh đứng trước mặt nam nhân trung niên từ bao giờ, thân hình kỳ dị không chút âm thanh. Nam nhân trung niên tóc xám chẳng hề cảm giác được sự tồn tại của đối phương mặc dù thiếu niên bề ngoài trẻ tuổi chỉ khoảng đôi mươi nhưng nam nhân trung niên tóc xám là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành không dám thả lòng các hạ là ai muốn làm gì lâm tiêu mở miệng nói vị bằng hữu này đừng căng thẳng ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện vẻ mặt nam nhân trung niên tóc xám vẫn đầy cảnh giác mắt chấp lóe hỏi chuyện gì lâm tiêu mỉm cười nói nhìn hơi thở trên người các hạ chắc quanh năm tu luyện trong quỷ âm phong không biết các hạ có biết hơn một tháng trước ba huynh đệ quỷ sơn truy sát đệ tử thiên tài của quận An Định, Lý Giật Phong không? Nam nhân trung niên tóc xám thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chuyện này, nhưng nam nhân trung niên tóc xám chưa mất hết cảnh giác, mắt xoe tròn hỏi. Tại hạ có nghe nói chuyện này, không biết các hạ muốn biết cái gì? Ta muốn biết địa điểm Lý Giật Phong truy sát Lý Giật Phong ở đâu? Ra là vậy, nam nhân trung niên áo xám gật đầu, nói, có thể cho ngươi biết, Lúc trước ba huynh đệ quỷ sơn truy sát Lý Giật Phong ở thiên âm cốc, cuối cùng Lý Giật Phong xông vào sâu trong cốc, ba huynh đệ quỷ sơn ngừng truy sát. Mọi người đều thấy, thiên âm cốc, ở đâu, nam nhân trung niên tóc xám chỉ phía bên phải, đằng trước, đi khoảng trăm dặm là tới. Lâm Tiêu chắp tay, đa tả, Lâm Tiêu lắc người biến mất trong rừng núi, thấy Lâm Tiêu rời đi, nam nhân trung niên tóc xám mắt chấp lóe Tiểu tử này hỏi thăm chuyện này chắc có liên quan ba huynh đệ quỷ sơn hay Lý Giật Phong. Mặc kệ lý do gì, nói cho ba huynh đệ quỷ sơn biết cũng không sao. Không chừng ba huynh đệ quỷ sơn vui vẻ sẽ cho ta niềm vui bất ngờ. Nam nhân trung niên tóc xám cất đi âm sát tinh, lắc người đuổi theo lâm tiêu. Khoảng cách trăm dặm đối với lâm tiêu chỉ dây lát, 10 phút sau lâm tiêu đến bên ngoài thiên âm cốc. Đây là một sơn cốc siêu khổng lồ, trên đất chống tụ tập nhiều võ giả, bọn họ ngồi xếp bằng. Hai bên sơn cốc là vách đá treo leo, ngước nhìn không thấy cuối một bên sơn cốc kéo dài vào trong chỗ sâu nhất quỷ âm phong. Lâm tiêu đáp xuống đất trống, cẩn thận quan sát bốn phía. Võ giả tu luyện tại đây cơ bản là đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khu vực vòng ngoài có một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, chỗ sâu nhất là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí thế như vực như ngục, khủng bố kinh người. Dọc theo sơn cốc đi vào trong lâm tiêu cảm giác âm sát khí tăng mạnh dần, đến chỗ sâu nhất thì khói xám mông lung không thấy cuối một lát sau Lâm Tiêu hiểu ra lý do đám võ giả ngồi xếp bằng. Các võ giả đang hấp thu âm sát khí tu luyện, giống lúc Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý vô tận trong đao vương cốc, càng vào trong sơn cốc thì âm sát khí càng nặng, thực lực võ giả bên trong càng mạnh hơn. Võ giả tu luyện tại đây có công pháp liên quan âm sát, tu luyện trong hoàn cảnh này sẽ được ích lợi nhiều. Lâm Tiêu tuyệt vọng nhìn sâu trong thiên âm cốc, hai nắm tay siết chặt. Xem ra Lý Giật Phong sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát tại đây, cuối cùng vào sâu trong thiên âm cốc. Ba huynh đệ quỷ sơn e ngại âm sát khí trong đó nên dừng truy sát. Lâm Tiêu hỏi thăm được biết lúc Lý Giật Phong sư huynh bị truy sát mới có hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, đi vào khu vực sâu nhất thiên âm cốc thì mười chết không sống. chương 594, thiên âm cốc 2. Mỗi ngày chỗ này có nhiều võ giả tu luyện, nếu Lý Giật Phong sư huynh trốn ra chắc chắn có tin tức tiết lộ. Nhưng hôm nay qua đã lâu mà không có tin tức Lý Giật Phong sư huynh đi ra khỏi thiên âm cốc, chắc gã đã, đã bị nhốt khu vực sâu nhất, có lẽ chết rồi mặc kệ thế nào sống phải thấy người chết phải thấy xác nếu lý giật phong sư huynh chết thật thì ta tuyệt đối không tha cho ba huynh đệ quỷ sơn lâm tiêu cắn răng đi sâu vào thiên âm cốc lúc này một lão nhân hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành thức tỉnh từ tu luyện thấy lâm tiêu đi ngang qua hì tốt bụng nhắc nhở thiếu niên hãy dừng bước nếu còn đi tiếp thì âm sát khí rất đậm đặc thực lực không đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong vừa vào trong sẽ bị âm sát khí xâm nhập hãy cẩn thận lâm tiêu hở hướng đi vào khu vực sâu nhất thiên âm cốc Lãnh địa chỉ cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới đặt chân được. Lão nhân trợn to mắt nói: "Cái gì?" Lão nhân khó tin nhìn Lâm Tiêu, lòng rất giật mình. Có nhiều võ giả đang tu luyện, bọn họ cũng thấy Lâm Tiêu đi vào trong, cả đám mở mắt ra xem. Không có nhiều võ giả tu luyện trong khu vực này, chỉ khoảng hơn 10 người. Mỗi người là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực siêu phàm hơn đám người hạ luân thành đại viêm. Trước mặt Lâm Tiêu, sâu trong thiên âm cốc có một khu đất trống bằng phẳng gọn gàng sạch sẽ như có người chuyên môn quét dọn lâm tiêu bước chân vào đất trống vụt một nam nhân trung niên đứng bật dậy lạnh lùng nhìn lâm tiêu quát to thiếu niên khu vực đó là nơi các quỷ sơn đại nhân tu luyện nghiêm cấm người ngoài đi vào nếu ngươi muốn tu luyện hãy đổi chỗ khác nam nhân trung niên cầm chiến đao biểu tình nghiêm nghị khí thế cuồng bạo lâm tiêu ngạc nhiên đứng lại quỷ sơn đại nhân ý ngươi nói ba huynh đệ quỷ sơn nam nhân trung niên lạnh lùng quát đương nhiên Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng, ngươi và bọn họ có quan tâm gì? Ba huynh đệ Quỷ Sơn đâu? Ta là thuộc hạ của các Quỷ Sơn đại nhân, các đại nhân ở gần đây, ngươi đang đứng trên đất trống là khu vực tu luyện chuyên thuộc về các Quỷ Sơn đại nhân. Nếu không muốn chết thì ta khuyên ngươi hãy đổi nơi khác đi. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, khu vực này rất gọn gàng sạch sẽ, xem như chỗ tốt nhất trong thiên âm cốc. Không có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào lại đây tu luyện, lúc trước Lâm Tiêu còn thấy lạ, ra là vì lý do này. Nam nhân trung niên nhếch mép tiếp tục bảo, thiếu niên, ta khuyên người ngoan ngoãn đi đi, đừng ỉ vào mình có chút thực lực thì mắt để trên đầu. Ta nghĩ người có nghe nói trước đó không lâu lý giật phong tại đây bị các quỷ sơn đại nhân truy sát vào thiên âm cốc. Ta canh gác chỗ này là để phòng ngừa lý giật phong còn sống trốn ra. Nhưng mãi đến bây giờ không thấy gì, chắc lý giật phong đã chết trong đó rồi, không chừng xác mục giữa, ha ha ha. Nam nhân trung niên cười âm hiểm, mắt giữ dần đầy cảnh cáo nhìn lâm tiêu mắt lâm tiêu lóe sát ý đậm đặc lâm tiêu hừ cười quỷ sơn đại nhân hừ lâm tiêu vẫn bước vào trong chân phải giẫm nhẹ sang rác nền đá bằng phẳng sách sẽ thoáng chốc nứt ra nguyên lực sông xuống lòng đất nguyên khu vực thành đống đá lởm trường cái gì các võ giả ngây người nhìn thiếu niên này định làm gì hắn không sợ bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát sao nam nhân trung niên tức điên ngươi muốn chết nam nhân trung niên gầm lên từ ngồi xếp bằng bỗng đứng bật dậy duỗi tay dài ra chiến đao to sau lưng nam nhân trung niên rút khỏi vỏ chém xuống lâm tiêu. Vù vù vù, đao quang rực rỡ sáng lên đường chân trời, ánh sáng đáng sợ như thất luyện chém vào đầu lâm tiêu, uy mãnh không gì sánh được, bá khí thiên thu, quyết chém hắn thành hai khúc. Nhiều võ giả tu luyện tại đây kinh kêu, tiểu tử kia xui rồi, đây là tự sát, lâm tiêu hừ lạnh một tiếng, hừ, lâm tiêu nhìn nam nhân trung niên, sát ý hoàn toàn bộc lộ. Cuồng thú đao pháp, hoang thú vô cương, lâm tiêu không thèm nương tay, trực tiếp thi triển ra thức thứ ba mạnh nhất trong cuồng thú đao pháp. Đao ý vô tận ngũ phẩm dốc sức đánh ra, đao khí sắc bén bắn lên cao đẻ ép cửu thiên thập địa. Tiếng gầm điếc tai vang vọng thiên địa, rào, trong ánh mắt rung động của mọi người, một con hoang thú ảo khổng lồ xuất hiện trong không trung, dẫn động âm sát khí trong sơn cốc. Gió mạnh rít gào, hoang thú ảo đụng nát đao quang rực rỡ nam nhân trung niên chém ra. Hoang thú gầm lên, ủi tới trước, táp ngực nam nhân trung niên. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, nam nhân trung niên hộc máu, bay ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất. Nam nhân trung niên trượt dài mấy chục thước để lại vệt máu đỏ, gã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Một đao, một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong hấp hối. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khí lạnh tràn ngập thân thể bọn họ, sởn ra ốc. Thanh âm lạnh băng quanh quần sơn cốc, nói với ba huynh đệ quỷ sơn, ta tên Lâm Tiêu, Lý Giật Phong là sư huynh của ta. Kêu ba huynh đệ quỷ sơn chờ đó, nếu lý giật phong sư huynh của ta chết thì ba người sẽ chôn cùng. Lâm Tiêu bước vào khu vực sâu nhất Thiên Âm Cốc, biến mất trong sương mù màu xám, để lại võ giả kinh hoàng. Trong sương mù màu xám, đao ý tỏa khắp ngoài người Lâm Tiêu, từng tia khói xám quanh quẩn nhưng không chạm vào cơ thể hắn được. Trong Thiên Âm Cốc, Lâm Tiêu mừng rỡ nhìn khói xám quanh thân, rất bất ngờ. Không ngờ đao ý có khả năng khắc chế âm sát khí. Nhưng cũng đúng, đao ý là thể hiện ý chí của đao khách, vạn tà bất xâm. Âm sát khí bình thường càng khỏi phải nói. Nhưng chắc vì âm sát khí ở đây mỏng manh, nếu đến chỗ sâu nhất sợ rằng không dễ vậy. Mới rồi Lâm Tiêu thi triển cuồng thú đao pháp vô tình dẫn động đao ý trong người. Ban đầu Lâm Tiêu dựa vào cửu chuyển huyền công, tinh thần lực tứ phẩm mới ngăn cản được lực lượng âm sát khí, nhưng đao ý khuếch tán thì âm sát khí tan tác, không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Lâm Tiêu mừng rỡ, mới nghĩ đến cách dùng đao ý chống cự âm sát khí đi vào khu vực sâu nhất thiên âm cốc hắn không ngờ cách này đúng là có hiệu quả. Nhưng Lâm Tiêu không bị mừng vui làm choáng váng, đạo ý của Lâm Tiêu chỉ có ngũ phẩm, không phải vạn năng. Bên ngoài thiên âm cốc còn đỡ, nếu vào khu vực sâu nhất chắc chắn không kiên trì nổi. Dù sao nơi âm sát khí đậm đặc nhất quỷ âm phong dù là võ giả quy nguyên cảnh cũng khó chống cự lại, càng đừng nói võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường như Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cắn răng, hy vọng Lý Giật Phong sư huynh ở bên này, đừng vào quá sâu, nếu không thì rắc rối to. Sư huynh, nhất định phải sống." Lâm Tiêu phát ra tinh thần lực, tìm kiếm tung tích Lý giật Phong trong sơn cốc tràn ngập khói xám, thần kinh căng thẳng. Cùng lúc đó, đám võ giả tu luyện bên ngoài sơn cốc ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu biến mất trong khói xám, trợn mắt há hốc mồm. Chương 595, Quỷ huyết đằng. Tiểu tử kia xông vào khu khói xám, là tự tìm chết hay tự tin? Âm sát khí trong khu vực khói xám cực kỳ đậm đặc, ba huynh đệ Quỷ Sơn tự xưng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không vào được. Tiểu tử này đi vào đó chẳng phải là tìm chết sao? Tiếng xì sầm bàn tán không ngừng vang lên trong sân cốc. Lúc này một thanh âm lạnh lùng âm trầm vang lên bên ngoài Thiên Âm cốc. Các ngươi có ai thấy thiếu niên tóc đen lưng đeo chiến đao không? Bốn luồng sáng đáp xuống, ba người mặt xấu xí, chỉ cao một thước sáu, toát ra hơi thở quái dị. Một lão nhân tóc xám đứng bên cạnh ba người, nếu Lâm Tiêu có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay đó là võ giả lúc trước hắn hỏi thăm tin tức. A, à, không chờ có người trả lời ba người thấy cảnh sơn cốc hỗn độn nam nhân trung niên hấp hối thì nổi giận chết tiệt là ai phá hoại chỗ tu luyện của chúng ta lý giật phong kia đã trốn ra sao trình kiệt đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra ba người mặt xấu xí sải bước tới trước mặt nam nhân trung niên biểu tình dữ tợn tốc độ nhanh như chớp nam nhân trung niên phun búng máu mắt lóe tia sáng quỷ sơn đại nhân nam nhân trung niên nghiêng đầu tắt thở ba huynh đệ quỷ sơn ngửa đầu giống to chết tiệt Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Một trong ba người đến khu vực vòng ngoài Sơn Cốc, bàn tay phải gầy guộc chộp đầu một võ giả, mặt hung tợn hét to. "Nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Võ giả kia khủng hoảng nói, "Quỷ Sơn đại nhân, ta, ta cái gì?" "Nói mau lên." Nam nhân xấu xí một trong ba huynh đệ Quỷ Sơn bóp mạch, đầu võ giả thủng năm vết máu ghê người. Võ giả rú lên, "A." À, mặt võ giả nhăn nhúm nhưng không dám chống cự, vội nói, "Là, là" là một thiếu niên tóc đen tên Lâm Tiêu. Võ giả kinh hoàng kể lại hành động của Lâm Tiêu. Võ giả khóc lóc van xin. Chuyện là thế, quỷ sơn đại nhân, việc này không liên quan gì đến ta, xin hãy tha cho ta. Tha cho ngươi rồi ai tha cho trình kiệt của ta. Nam nhân xấu xí nắm ngón tay bấu mạnh, đầu võ giả bị bóp nát, máu phun tung tóe, đẫm máu khủng bố. Phịch, nam nhân xấu xí ném cái xác qua một bên, đôi mắt tì hí của ba huynh đệ quỷ sơn bắn ra sát khí đáng sợ, mặt vặn vẹo nói phong tỏa thiên âm cốc ta chờ xem tiểu tử nào to gan như vậy dám chống đối ba huynh đệ quỷ sơn chúng ta ta muốn bằm thây hắn ra thanh âm sát nhọn quanh quẩn trong sơn cốc dữ tợn và điên cuồng sâu trong thiên âm cốc lâm tiêu đang tìm kiếm khắp nơi chợt có linh cảm hắn ngoái đầu nhìn khu vực vòng ngoài ánh mắt lạnh lẽo trong sơn cốc lâm tiêu khẽ kêu gọi lý giật phong sư huynh sư huynh ở đâu trong thiên âm cốc âm sát khí nặng nề tinh thần lực tứ phẩm của lâm tiêu bị áp chế đến cực hạn chỉ có thể cảm ứng xung quanh 50 thước. Sương mù xám mờ ảo che tầm mắt Lâm Tiêu, chỉ còn cách dùng thanh âm truyền ra xa. Thiên âm cốc tĩnh lặng, mãi đến bây giờ Lâm Tiêu không gặp được nguy hiểm gì. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong hoàn cảnh kỳ lạ này không khiến Lâm Tiêu thấy an toàn ngược lại làm hắn ba tần, sợ hãi hơn, như bị hồng hoang cửa thú nhìn chằm chằm, lòng thầm sợ hãi. Đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng Lâm Tiêu. Nguy rồi, Lâm Tiêu không rảnh suy nghĩ, hắn bỗng nổ tung thân thể thành mấy tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Vù vù vù, cùng lúc đó, mặt đất nơi lâm tiêu vừa đứng nổ tung, từng sợi dây leo màu xám như rắn độc bắn lên cao. Mấy chục dây leo phô thiên cái địa, nhanh như chớp bao phủ lâm tiêu. Khiến lâm tiêu khó tin là đây là dây leo bởi vì chúng phất lờ ba tàn ảnh phân thân, tập trung tấn công chân thân. Phá sơn băng địa, lâm tiêu vội chém nhát đao. Đao quang sắc bén lấy hắn làm trung tâm khuyết tán hình thành vòi rồng đao khí to lớn quanh thân hắn, điên cuồng chém dây leo. Đinh đinh đinh, tiếng sắt thép va nhau vang lên, vòi rồng đao khí có thể dễ dàng cắt nát các tảng đá to nhưng chỉ để lại mấy vệt đao mỏng trên dây leo. Dây leo dập trời tựa lồng giam to lớn bao bọc lâm tiêu lại, vòi rồng đao khí thổi quét bị dồn co rút lại. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ, chết tiệt, lực phòng ngự quá mạnh, nhưng lâm tiêu không hoảng, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển dốc sức vận chuyển chém mấy nhát vào bốn phía. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi đao xẹt xẹt xẹt, mấy đao quang trắng lóe lên quanh thân đao, đao quang co rút cực độ, cuối cùng bắn ra như sợi tơ trắng cắt rách hư không, khuếch tán bốn phía. Xẹt xẹt xẹt, một chuỗi tiếng cắt vang lên, mấy chục dây leo quay quanh Lâm Tiêu bị những sợi đao trắng cắt thành hai khúc. Thừa dịp này Lâm Tiêu lao ra vòng vây dây leo, bịch, hai chân dẫm đất, Lâm Tiêu không dám thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm mấy chục sợi dây leo dưới đất. Lâm Tiêu cảm giác sát khí kinh người đang di chuyển dưới lòng đất, ngay chính giữa mấy chục sợi dây leo trong phút chốc dây leo bị chém rất hai khúc dưới đất lại mấp máy, chui xuống lòng đất. Nửa khúc dây lóe nước tỏa ánh sáng xám rực rỡ, nhanh chóng tăng vọt, chốc lát sau đã phục hồi bộ dạng y như bản thể, lại công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, lại có thể tái sinh sao? Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nhìn chằm chằm nơi dao động sát khí rõ rệt nhất chính giữa dây leo. Vô tận lãng đao, diệt, Lâm Tiêu giết gào, đao ý vô tận ngũ phẩm phát huy đến mức tận cùng, chém mạnh xuống chỗ sát khí dao động. Ầm ầm ầm, tầng tầng lớp lớp đao ảnh rậm rạp bay tới trước tắm sâu vào lòng đất dây leo quấn quanh lâm tiêu đột nhiên như cỗ máy mất điện thoáng chốc cứng ngắc rồi rớt xuống đất không còn nhúc nhích hay sức sống lâm tiêu thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc cũng chết lâm tiêu nhìn nơi đao ý vô tận chém chúng trong hố sâu có một khúc dễ màu xám kỳ lạ bị chém nứt đôi lộ ra tinh thể màu đen lóe sáng to cỡ nắm tay thu lâm tiêu xòe tay sức hút sinh ra tinh thể màu đen bay ngay vào tay lâm tiêu lực lượng âm sát đậm đặc truyền ra Tay trái Lâm Tiêu lạnh lẽo. Âm sát tinh, tinh thể này rất giống với âm sát tinh lúc trước lão nhân tóc xám giết tinh quái trong quỷ âm phong chiếm được âm sát tinh, hơi thở y như đúc. Nhưng âm sát tinh của lão nhân chỉ to cỡ móng cái, còn khối âm sát tinh của Lâm Tiêu to bằng nắm tay, năng lượng chênh lệch gấp mấy chục lần. Có được âm sát tinh nhưng Lâm Tiêu không vi mừng chút nào. Dây leo này đáng sợ như vậy chắc là quỷ huyết đằng chỉ có trong núi quỷ âm mà tư liệu đã nói. Trong tư liệu ghi quỷ huyết đằng trong núi quỷ âm cùng lắm là đẳng cấp ngũ tinh yêu thú, nhưng quỷ huyết đằng vừa rồi ít nhất cỡ lục tinh, rất có thể là quỷ huyết đằng đỉnh lục tinh. Lâm Tiêu ngước nhìn sâu trong sơn cốc, mắt tràn ngập lo âu. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, âm sát khí đậm đặc, Lý Giật Phong sư huynh đã lâu không đi ra, sư huynh thật sự còn sống sao? Chương 596, huyết dương hoa. Niềm tin trong Lâm Tiêu bị dao động, nếu sớm biết tình huống này thì ngay từ ngày đầu đặt chân vào thành Hắc Lĩnh Lâm Tiêu liền chạy tới Quỷ Âm Phong. Hiện tại Lâm Tiêu lãng phí hơn nửa tháng, cơ hội Lý Giật Phong sư huynh sống càng mỏng manh. Đạo ý vô tận ngũ phẩm lan tràn, cố gắng ngăn cản âm sát khí càng đậm đặc hơn trong thiên âm cốc. Ủa, đi được vài trăm thước Lâm Tiêu chợt thấy cảnh tượng hỗn độn. Nền đá bị sới lên còn rất mới mẻ, nhìn cỏ cây dưới đất là biết có cuộc chiến đấu mới vừa trải qua. Mấy miếng đá vụn dính vết máu, dưới đất có mấy mảnh áo rách, bên cạnh có một gốc quỷ huyết đằng bị đánh chết. Chắc chắn là Lý Giật Phong sư huynh, Lâm Tiêu mừng rỡ, nhưng đi đến đây thì đạo ý vô tận ngũ phẩm của hắn càng khó ngăn cản hơn từng tia âm sát khí đáng sợ vòng quanh lâm tiêu dần thẩm thấu qua ngăn cản của đạo ý ngũ phẩm sắp ảnh hưởng lý trí của hắn nguy rồi sợ là ta chỉ kiên trì thêm vài trăm thước nữa nếu còn đi sâu vào âm sát khí sẽ phá tan đạo ý ngăn cản xâm thực đầu óc của ta lâm tiêu thầm lo âu nhưng hắn không dừng bước tiếp tục đi vào trong từng luồng lực lượng âm sát đậm đặc không ngừng xâm nhập lâm tiêu cắn răng kiên trì Hiện giờ Lâm Tiêu vào khu vực khói xám đã vài trăm dặm, khi hắn sắp hết chịu nổi đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một ít lỗ hõm cỡ nắm tay, dường như bị người đào. Xung quanh các cái lỗ còn sót lại một số hơi thở kỳ lạ, vì những hơi thở này bài xích nên quanh lỗ không có khói xám. Kỳ lạ, nơi này lúc trước chắc gieo trồng linh dược dương tính, vừa mới bị hái không lâu. Lâm Tiêu là luyện dược sư, hắn liếc sơ là biết ngay mấy hơi thở này thuộc linh dược dương tính. Lâm Tiêu ngây người, hắn nhìn một hòn đá to trước mắt, đằng sau hòn đá có một người đang nằm, quần áo tả tơi. Lâm Tiêu vào tới trước mặt người đó, Lý Giật Phong sư huynh, Lâm Tiêu lật người đó lại thì ra là Lý Giật Phong, khiến hắn kích động là tuy hơi thở rất yếu nhưng gã chưa chết. Lâm Tiêu vội móc viên chữa thương đan ra nhét vào miệng Lý Giật Phong, tinh thần lực thẩm thấu vào cơ thể gã, điều tra tình huống trong người gã. Kinh mạch, nội tạng trong người Lý Giật Phong không bị tổn thương gì, nhưng có âm sát khí cực kỳ đậm đặc không ngừng quanh quẩn, ăn mòn cơ thể gã lý giật phong sư huynh bị âm sát khí nhập thể phải được chữa trị ngay nếu âm sát khí kết hợp với nguyên lực của sư huynh thì hết cách xoay chuyển lâm tiêu nâng lý giật phong dậy mới định kéo gã ra ngoài thì đột nhiên lý giật phong suy yếu mở mắt ra lý giật phong sửng sốt nhìn lâm tiêu thều thào lâm tiêu sao ngươi ở đây biểu tình lâm tiêu trầm trọng nói lý giật phong sư huynh sư huynh bị âm sát khí nhập thể đừng nhúc nhích ta cứu sư huynh ra ngoài trước rồi nói ngươi vào bằng cách nào không được ba huynh đệ quỷ sơn canh giữ bên ngoài bây giờ ngươi đi ra sẽ bị bọn họ theo dõi không thể trốn thoát lâm tiêu lắc đầu nói mặc kệ nó đi biểu tình lâm tiêu trầm trọng danh tiếng ba huynh đệ quỷ sơn gần như tông thú nếu chỉ có một mình lâm tiêu thì hắn không sợ gì nhưng hôm nay cộng thêm lý giật phong sư huynh bị thương nặng e rằng chuyến đi đầy nguy hiểm lâm tiêu ngươi nghe ta nói lý giật phong suy yếu giơ tay kéo lâm tiêu trong thiên âm cốc có huyết dương hoa Tìm được huyết dương hoa thì sẽ đổi đi âm sát khí trong cơ thể ta. Người đi ra ngoài thế này thì cả hai ta đều không sống nổi. Lâm Tiêu ngây người, kinh ngạc kêu lên, "Huyết dương hoa, huyết dương hoa là loại linh dược chứa nguyên lực hỏa hệ đáng sợ." Như tên của nó, huyết dương hoa thích sinh trưởng ở chỗ dương tính như núi lửa, hang nóng vân vân. Thuộc tính huyết dương hoa trái ngược hẳn với âm sát khí. Trong luyện dược học thì âm sát khí, huyết dương hoa là trái ngược nhau, có thể trung hòa nhau quan trọng nhất là âm sát khí cực kỳ tà ác, lạnh lẽo. Nguyên lực hỏa hệ trong huyết dương hoa thì cực kỳ cuồng bạo, thường dùng để rèn luyện cơ thể võ giả, tinh luyện tạp chất trong người. Huyết dương hoa là vị thuốc chủ yếu cần có trong đan dược luyện thể cao dai. Nhưng vì dược lực huyết dương hoa cuồng bạo, lúc luyện chế đan dược thường cần vật âm sát phụ trợ trung hòa. Bàn về công hiệu luyện thể, huyết dương hoa cùng đẳng cấp mạnh mẽ hơn ngũ sắc bích hình nhiều nếu nói trong thiên âm cốc có huyết dương hoa tồn tại thì dư giả loại trừ âm sát khí trong người lý giật phong sư huynh công hiệu hơn bất cứ linh đan diệu dược gì mắt lâm tiêu lóe tia sáng tuy cảm thấy khó tin nhưng hắn không hề nghi ngờ lời của lý giật phong sư huynh tốt ta tìm huyết dương hoa ngay lâm tiêu người phải cẩn thận quanh huyết dương hoa có quỷ huyết đằng bảo vệ nhưng quỷ huyết đằng di chuyển dưới lòng đất phạm vi có hạn người đừng hiếu chiến phải thật cẩn thận mới được ta biết rồi lý giật phong sư huynh cứ chờ tại đây Lâm Tiêu lao ngay vào khu vực sâu nhất sơn cốc, vù vù vù, âm sát khí mạnh mẽ ập đến trùng kích bình chướng đạo ý của Lâm Tiêu. Các tia âm sát khí rốt cuộc đột phá đạo ý phòng ngự, thẩm thấu vào não Lâm Tiêu, trong lòng hắn dâng lên sát nghiệp. Lâm Tiêu rên rỉ, hừ, Lâm Tiêu cố nén cảm giác hiếu sát từ âm sát khí tiếp tục đi tới. Đột nhiên hơi thở dương tính mát mẻ truyền đến, Lâm Tiêu ngước lên nhìn. Sâu trong sơn cốc quả nhiên sinh trưởng mấy gốc thịt đỏ to cỡ bàn tay, giống đóa hoa tỏa khí dương cương. Quanh những đóa hoa hình thành khu vực chân không, âm sát khí khói xám không thể đến gần huyết dương hoa một ly. Đúng là huyết dương hoa, xem năm tuổi thì khoảng 300 năm, nếu bán trong thành trì thì còn đắt hơn một số linh dược lục giai khác. Lâm Tiêu thấy rung động trước kỳ công thiên nhiên, hoàn cảnh huyết dương hoa sinh trưởng cần là khu vực dương tính có nguyên lực hỏa hệ đậm đặc, nhưng trong thiên âm cốc đầy dãy âm sát khí này lại có huyết dương hoa tươi tốt, thật khiến người bất ngờ. Đều nói vạn vật tương sinh tương khắc, vật cực sẽ phản, bên cạnh độc vật luôn có giải dược khắc chế nó. Hay đây là nguyên nhân, trong lòng Lâm Tiêu nảy ra suy đoán này, nhưng hắn cảm thấy vụ việc sẽ không đơn giản như thế. Thôi kệ, mang huyết dương hoa về trước đã, trong lòng Lâm Tiêu gióng chuông cảnh báo nhẹ, nên hắn không lỗ mãng đi lên ngay. Lâm Tiêu vung tay, ba chiếc tinh thần nguyên thoa biến thành ba tia chớp cắt dễ huyết dương hoa, chặt đứt dễ cứng. ầm ầm ầm, tinh thần nguyên thoa rạch không gian, nền đá cứng rắn chợt nổ tung các sợi dây leo như giải lụa mềm mại điên cuồng quét qua tinh thần nguyên thoa. Ngay lúc này, Lâm Tiêu vọt lên, thừa dịp tinh thần nguyên thoa hấp dẫn quỷ huyết đằng chú ý thì chộp lấy mấy gốc huyết dương hoa, nhanh chóng thụt lùi. Xẹt xẹt xẹt, dây leo dập trời đổi mục tiêu điên cuồng quét về phía Lâm Tiêu. Vô tận lãng đao, Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị trước, hắn dốc hết sức chém ra các tầng sóng đao vào lòng đất. Mặt đất nứt ra, đao quang đáng sợ cắt bản thể quỷ huyết đằng, chém nó đứt thành hai khúc. Trong tiếng nổ vang ra, dây leo mất sức rất xuống đất. Chương 597, công hiệu kinh người một Lâm Tiêu cất tinh thần nguyên thoa và âm sát tinh to cỡ nắm tay, hắn quay người đi. A, à, lúc sắp đi khóe mắt Lâm Tiêu liếc thấy sâu trong sơn cốc có một gốc huyết dương hoa to cỡ chậu nước, hơi thở dương tính đậm đặc, xung quanh nó hình thành khói đỏ nhàn nhạt, nhạt, trái ngược với sương mù màu xám. Năm tuổi của huyết dương hoa này chắc rất kinh khủng, Lâm Tiêu không vội dục dịch, hắn quay về chỗ lý giật phong sư huynh thấy Lâm Tiêu cầm huyết dương hoa, vẻ mặt Lý Giật Phong từ ủ rũ chuyển sáng mừng rỡ. Lý Giật Phong chộp một gốc huyết dương hoa, cắn nuốt nó. Xôm rốp rôm rốp, nuốt huyết dương hoa vào bụng, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở dương tính đậm đặc lan tràn trong cơ thể Lý Giật Phong sư huynh. Ánh sáng đỏ nhạt toát ra ngoài người, âm sát khí nhanh chóng tan rã. Huyết dương hoa và âm sát khí kết hợp thành nguyên lực đậm đặc rót vào kinh mạch, nguyên trì của Lý Giật Phong sư huynh. Nửa canh giờ sau, Lý Giật Phong ăn hết ba gốc huyết dương hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hồng hào. Uy áp nhẹ nhẹ toát ra từ người Lý Giật Phong, chỉ nửa canh giờ gã từ ủ rũ phục hồi đến thời kỳ đỉnh cao. Rốt cuộc phục hồi lại, biểu tình Lý Giật Phong nghĩ mà run nhìn Lâm Tiêu, kích động nói. Lâm Tiêu, lần này vất vả ngươi rồi, không nhờ có ngươi thì ta đã nguy hiểm. Lâm Tiêu mỉm cười nói, sư huynh đừng nói vậy, giữa chúng ta còn cần khách sáo. Từ khi Lâm Tiêu đến quận thành Yên Giật, ngày đầu tiên tham gia trại huấn luyện thiên tài thì Lý Giật Phong luôn chăm sóc cho hắn. Cùng là đệ tử võ điện, quan hệ giữa Lâm Tiêu và Lý Giật Phong rất tốt. Lý Giật Phong sang sảng nói, ha 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 ha, cũng đúng, nhưng ơn lớn không chỉ nói xuông, chuyện hôm nay ta ghi nhớ, sau này có chuyện gì cần sư huynh thì cứ nói. Bỗng dưng biểu tình Lý Giật Phong khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sao ngươi lại đến đây? Lâm Tiêu đã nói lý do hắn đến yêu ma lĩnh rèn luyện cho Lý Giật Phong nghe, cũng nói biết gã xảy ra chuyện nên đến quỷ âm phong. Lâm Tiêu tò mò hỏi, Lý Giật Phong sư huynh, sao sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát? Lý Giật Phong sư huynh lúc ở trại huấn luyện thiên tài mặc dù kiêu ngạo, lạnh nhạt với người thường nhưng cá tính ôn hòa, ít khi nào ngay mặt xung đột với hắn. Lý Giật Phong cười đắc ý, bởi vì một tấm bản đồ cổ địa thái thần, Lý Giật Phong móc tấm bản đồ cổ xưa bí ẩn ra, Bản đồ ngoằn nghèo toàn đường chỉ đen, nhưng nhìn kỹ thì các an chỉ đó có quy luật kỳ lạ. Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe nói về điều này, cổ địa Thái Thần, Lý Giật Phong cười nói. Cổ địa Thái Thần là di tích viễn cổ hơi nổi tiếng trong yêu ma lĩnh, mỗi năm năm mở ra một lần. Trong cổ địa Thái Thần có nhiều bảo vật, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mỗi lần cổ địa Thái Thần mở là sẽ có hàng tá cao thủ chết đi. Bản đồ cổ xưa này ghi lại một số vùng đất dấu báu vật, những chỗ nguy hiểm trong cổ địa Thái Thần có tấm bản đồ này sẽ tăng lớn xác suất sinh tồn trong cổ địa thái thần, tăng nhiều khả năng có được báu vật. Hơn một tháng trước ta đang rèn luyện gần núi Quỷ Âm, vừa lúc đi vào phế tích đạt được đến tấm bản đồ này. Có hơn 10 võ giả tại chỗ đó, ba huynh đệ Quỷ Sơn vì bá chiếm bản đồ nên giết hết, lại truy sát ta. Ta bất đắc dĩ vào thiên âm cốc, may mắn ta tu luyện nhật miệng tâm kinh, trong người có đại yên nhật khí, ngăn chặn âm sát khí mạnh hơn võ giả bình thường gấp vô số lần cộng thêm trong thiên âm cốc có nhiều huyết dương hoa sinh trưởng ta mới chống đỡ tới bây giờ. Nhưng ta hái gần hết huyết dương hoa quanh đây, đại nhật yên khí tiêu hao hết sạch, không thể tiếp tục chống cự âm sát khí. Nếu ngươi không đến kịp lúc, chậm hơn hai ngày thì ta sẽ chết thật. Vẻ mặt lý giật phong nghĩ lại mà kinh, chép miệng than thở. Lâm tiêu đã hiểu đầu đuôi sự việc, ra là vậy, lâm tiêu biết nhật miệng tâm kinh. Lúc trước Lâm Tiêu chọn công pháp cửu chuyển huyền công, Nhật Miện Tâm Kinh nằm trong năm công pháp đỉnh giai, uy lực dưới cửu chuyển huyền công, cực phẩm trong công pháp trung giai địa giai. Công pháp này lấy mặt trời quan tưởng, hấp thu đại yên nhật khí trong thiên địa. Luyện đến tận cùng thì uy lực vô biên, có năng lực đốt trời hóa đất. Khác với công pháp hỏa hệ bình thường, Nhật Miện Tâm Kinh cực cương cực dương, thuộc tính nguyên lực cực kỳ thuần chính, trùng hợp có sức khắc chế âm sát khí nên Lý Giật Phong sư huynh mới chống đỡ thật lâu khi bị âm sát khí xâm thực. Nhìn sang Lâm Tiêu, tâm tình Lý Giật Phong hưng phấn nói: gần ba tháng nữa là đến lúc cổ địa thái thần mở ra có tấm bản đồ này chúng ta cùng thám hiểm cổ địa thái thần đi không chừng sẽ thu hoạch ngoài ý muốn đương nhiên trước đó chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ba huynh đệ quỷ sơn luôn canh giữ bên ngoài ta mấy lần muốn lao ra nhưng không tìm thấy thời cơ thích hợp một mình ba huynh đệ quỷ sơn không đáng lo nhưng ba người hợp sức thì rất kinh khủng thực lực của ta đấu với một hai trong ba huynh đệ quỷ sơn thì được đánh với ba người cùng lúc thì hơi khó khăn nhưng có người ở đây hai ta hợp tác chắc không cần sợ gì ba huynh đệ quỷ sơn lý giật phong nhìn ra được lâm tiêu cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ giống gã lý giật phong cảm nhận uy áp đáng sợ từ người lâm tiêu là uy áp đến từ chính đao ý ngũ phẩm lúc lý giật phong tốt nghiệp lâm tiêu đã trở thành đệ tử xếp hạng nhất trại huấn luyện thiên tài không thua kém gì gã bây giờ lâm tiêu xâm nhập vào thiên âm cốc thì chắc không yếu hai người hợp tác đối phó ba huynh đệ quỷ sơn hoàn toàn không thành vấn đề lý giật phong nói ta thấy trong cơ thể ngươi cũng có một ít âm sát khí, trước khi ra ngoài cũng dùng một ít huyết dương hoa loại trừ đi. Lâm Tiêu gật đầu, nói, được, Lâm Tiêu kéo một mảnh cánh hoa, bắt trước Lý Giật Phong nhét vào miệng. Xẹt xẹt xẹt, cánh hoa huyết dương hoa mới chui vào bụng Lâm Tiêu liền cảm nhận nguyên lực hỏa hệ cực kỳ đậm đặc chảy trong cơ thể mình. Nguyên lực hỏa hệ rất cuồng bạo, chiều uy nhiếp đáng sợ chảy trong thân thể Lâm Tiêu. Lực lượng nóng rực lan tràn như muốn rèn luyện cơ thể Lâm Tiêu, tinh luyện tạp chất. Lý Giật Phong nhắc nhở. Lâm Tiêu, ôm khí thủ nguyên, nhân thế lợi đạo, thông qua nguyên lực bản thân chậm rãi khống chế huyết dương hoa và âm sát khí tan dã nhau. Vì Lý Giật Phong tu luyện nhật miệng tâm kinh nên khí cuồng bạo dương tính của huyết dương hoa chẳng những không tổn thương được gã mà còn trợ giúp gã tăng thực lực. Nhưng nếu Lâm Tiêu không khống chế tốt chưa biết chừng sẽ bị dược khí cuồng bạo của huyết dương hoa tổn thương. Một số võ giả thể chất yếu, phòng ngự kém dùng bảy huyết dương hoa sẽ nổ tan xác. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, huyết dương hoa đang tinh luyện thân thể ta. Lâm Tiêu vội vận chuyển tâm pháp Long Tượng luyện thể, nguyên khí cuồng bạo trong huyết dương hoa loại trừ âm sát khí song theo Long Tượng luyện thể trợ giúp rèn luyện lại cơ thể Lâm Tiêu. Chương 598, công hiệu kinh người 2. Lâm Tiêu mở mắt ra, ánh mắt vui mừng mở miệng nói: Huyết dương hoa này có thể trực tiếp rèn luyện cơ thể, tăng mạnh sức phòng ngự bản thân. Mới rồi chỉ một cánh huyết dương hoa chẳng những loại trừ âm sát khí trong cơ thể Lâm Tiêu lại còn rèn luyện lại thân thể Long Tượng luyện thể đệ tứ trọng, nâng lên một chút sức cơ bắp phòng ngự đó là đương nhiên, nhưng hấp thu huyết dương hoa cực kỳ nguy hiểm, không có âm sát khí trung hòa, rất ít võ giả dám trực tiếp ăn nó. Bởi vì hơi thở trong huyết dương hoa quá cuồng bạo, ăn hơi nhiều thì kích phát nguyên lực bản thân, dẫn đến cơ thể nổ tan xác. Nói đến đây biểu tình lý giật phong trầm trọng nghĩ mà run. Ban đầu ta không biết nên dùng nguyên một gốc huyết dương hoa, nếu không nhờ tu luyện nhật miệng tâm kinh thì ta đã nổ tan xác. May mắn ta tu luyện trong quỷ âm phong được nhiều âm sát tinh, thông qua hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh trung hòa khí cuồng bạo của huyết dương hoa. Tuy nhiên vì điều này mà sức phòng ngự của ta bây giờ đã tăng cao nhiều so với lúc mới vào, nhật miện tâm kinh cũng tiến bộ, cách hóa phàm cảnh hậu kỳ chỉ có một bước. Lâm tiêu gật gù đam chiêu, mới rồi nếu không nhờ cơ thể lâm tiêu bị một ít âm sát khí xâm nhập, thực lực như hắn chưa chắc khống chế nổi khí cuồng bạo trong huyết dương hoa. Lúc ta hấp thu huyết dương hoa thì nó dung hợp hoàn mỹ với tâm pháp long tượng luyện thể trong người ta bây giờ long tượng luyện thể luôn kẹt ở đệ tứ trọng rất khó để đột phá đến đệ ngũ trọng nếu có đủ huyết dương hoa không chừng sẽ có đột phá lâm tiêu suy nghĩ nhanh nảy ra một ý tưởng lý giật phong sư huynh xin hãy hộ pháp gì ta không đợi lý giật phong trả lời lâm tiêu lại xé một cánh hoa nuốt vào miệng lâm tiêu lại móc ra âm sát tinh có được lúc nãy hắn giết quỷ huyết đằng lý giật phong thấy hành động của lâm tiêu từ khó hiểu đến hết hồn lý giật phong biết lâm tiêu định làm gì gã cảnh giác canh gác bên cạnh hắn, vẻ mặt căng thẳng. Suy suy, lúc này luồng khí cuồng bạo chứa trong huyết dương hoa đang tàn phá cơ thể Lâm Tiêu, dẫn động nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển. Nguyên lực sao động sôi sục tùy thời nổ tung, vào phút mấu chốt Lâm Tiêu chậm rãi hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh. Các tia âm sát khí chui vào kinh mạch Lâm Tiêu, nguyên lực sôi trào hơi dịu lại, chậm rãi rèn luyện cơ thể hắn. 10 phút sau, Lâm Tiêu hoàn toàn luyện hóa đóa huyết dương hoa còn lại. Lâm Tiêu thở hắt ra, Phù, Lâm Tiêu mở mắt ra, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Huyết dương hoa mới rồi khiến Long Tượng luyện thể đệ tứ trọng của hắn tăng lên một mảng, đến trạng thái đệ tứ trọng đỉnh phòng, tương đương Lâm Tiêu khổ tu mấy tháng trời. Nhưng cách Long Tượng luyện thể đệ ngũ trọng còn thiếu một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nếu có đủ huyết dương hoa thì Long Tượng luyện thể của ta chắc chắn có thể bước vào đệ ngũ trọng. Lâm Tiêu chợt nhớ huyết dương hoa to cỡ cái chậu mà hắn đã thấy trong sơn cốc. Hơi thở dương tính trong đó huyết dương hoa đó cực kỳ đậm đặc, năm tuổi ít nhất trên một ngàn năm dùng nó thì dễ dàng bước vào long tượng luyện thể đệ ngũ trọng lý giật phong thấy lâm tiêu bình yên vô sự gã quan tâm hỏi như thế nào mắt lâm tiêu lóe tia sáng lý giật phong sư huynh huyết dương hoa này có ích rất lớn cho môn công pháp mà ta tu luyện mới rồi ta thấy trong sơn cốc có một gốc huyết dương hoa năm tuổi rất cao nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm ta muốn hái nó lý giật phong sửng sốt a à, lý giật phong nói ngay nếu vậy ta đi thử cùng ngươi hái huyết dương hoa đó. Lâm Tiêu đặt quyết tâm, hắn đưa Lý Giật Phong đến chỗ lúc trước kiếm được huyết dương hoa. Là gốc này, các hai người chăm thước, một đóa huyết dương hoa to cỡ cái thao sinh trưởng, ánh sáng đỏ rực khuếch tán, rực rỡ xinh đẹp, toát ra hơi thở cuồng bạo làm người hoảng loạn. Lý Giật Phong giật mình kêu lên, to vậy sao, biểu tình Lý Giật Phong nghiêm túc nói. Lâm Tiêu, tuổi huyết dương hoa này ít nhất trên ngàn năm, về dược hiệu thì mạnh hơn huyết dương hoa chúng ta vừa dùng rất nhiều, nhưng ngươi phải chú ý trong sơn cốc này có nhiều quỷ huyết đằng sinh trường nơi nào có huyết dương hoa là chỗ đó có quỷ huyết đằng bảo vệ gốc huyết dương hoa to như vậy suy ra quỷ huyết đằng bảo vệ nó sẽ rất đáng sợ chúng ta phải hết sức cẩn thận lâm tiêu gật đầu từ lúc bước vào khu vực này thì trong lòng hắn luôn nổi lên cảm giác nguy hiểm như có như không cảm giác này rất mỏng manh nhưng siêu đáng sợ hiển nhiên có tồn tại cường đại nào đó ẩn giấu trong thiên âm cốc làm hắn bản năng cảm thấy tim đập nhanh nhưng đối mặt với sự dụ dỗ của huyết dương hoa, dù nguy hiểm đến mấy thì Lâm Tiêu quyết tâm lấy cho bằng được. Cứ thăm dò thử xem sao, Lâm Tiêu cầm Thái Huyền đao chém mạnh vào đóa huyết dương hoa. Vù vù vù, một luồng đao khí sắc bén bay ra nhanh như chớp chém vào huyết dương hoa. Ầm ầm ầm, mắt thấy đao khí sắp chém trúng huyết dương hoa, chợt vang tiếng nổ điếc tai. Đất nứt ra một cái khe to một sợi dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành từ dưới lòng đất bắn nhanh ra quất nát đao quang của lâm tiêu tan vỡ thành gió đao khí biến mất trong không khí. Lâm tiêu con người co rút, dây leo thật thô, trước kia lâm tiêu, Lý Giật Phong chỉ gặp dây leo thô cỡ trứng ngống, còn sợi dây leo này thô hơn quỷ huyết đằng trước gấp mấy lần, sát khí kinh người lan tỏa, từ xa đã làm tim người đập nhanh. Dây leo quất nát đao quang lâm tiêu chém ra rồi rơi xuống đất, nền đất đá cứng bị nó quất chúng vỡ nát như miếng đậu hủ. Dây leo lại chui xuống đất, lòng lâm tiêu lạnh lẽo, dây leo thật khủng khiếp, ít nhất là quỷ huyết đằng cỡ đẳng cấp thất tinh. Quỷ huyết đằng đỉnh lục tinh không có uy lực như thế, chỉ thất tinh quỷ huyết đằng mới sinh ra dây leo khủng bố thế này. Quỷ huyết đằng thất tinh tương đương cường giả quy nguyên cảnh, thực lực như lâm tiêu, lý giật phong không cách nào giành huyết dương hoa từ tay nó. Lâm tiêu nhíu mày suy tư, thất tinh quỷ huyết đằng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không cách nào chiếm lấy sao? Chưa chắc, Lý Giật Phong đột nhiên rút trường kiếm treo bên hông ra, kiếm ý sắc bén bắn lên cao chém ba nhát kiếm vào huyết dương hoa. Vù vù vù, ba luồng sáng đỏ rực giống như sao băng bay về phía huyết dương hoa. ầm ầm ầm, dây leo khủng bố lại chui lên từ lòng đất, biến ra luồng sáng đen, hình thành cái bóng hình tròn thật to vỗ nát ba kiếm quang đỏ rực rồi lại biến mất. Nhìn từ xa phần đuôi dây leo ở gần huyết dương hoa, có lẽ gốc quỷ huyết đang kéo dài đến khu vực sâu nhất thiên âm cốc, không biết sâu đến mứa nào. Mắt lâm tiêu sáng rực, trở lại, lần này lâm tiêu, Lý Giật Phong cùng hành động, đao quang, kiếm quang thi nhau xẹt qua, luôn có một sợi dây leo duy nhất xuất hiện đánh nát đòn công kích của hai người. chương 599, hiểm lại càng hiểm, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong liếc nhau, trong mắt tràn ngập vui mừng. Bản thể quỷ huyết đằng không có ở đây, tại đây chỉ có một sợi dây leo, chúng ta còn cơ hội. Không cần nói nhiều, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong ngầm hiểu cùng lao ra. Vù vù vù, ba chiếc tinh thần nguyên thoa bay ra từ tay Lâm Tiêu hấp dẫn dây leo chú ý, dây leo thô to chui lên từ lòng đất vang tiếng nổ đinh tai dây leo quất tinh thần nguyên thoa bay ra xa cơ hội tốt lâm tiêu thi triển điện quang hỏa thạch chiến đao bắn ra đao quang sắc bén bay sát dưới đất chém hướng huyết dương hoa lâm tiêu nhảy người lên chộp ngay dễ huyết dương hoa vù 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 tuy quỷ huyết đằng không có đôi mắt nhưng cảm giác của nó siêu nhạy bén quỷ huyết đằng cảm nhận biến đổi trên mặt đất thoáng chốc nó hóa thành luồng sáng bắn hướng lâm tiêu lý giật phong trực chờ sẵn đột nhiên giống to Bạo dương kiếm pháp, kiếm đoạn hoành sơn, hai tay Lý Giật Phong giơ cao trường kiếm, thoáng chốc nguyên lực đậm đặc khuếch tán, kiếm ý sắc bén bắn lên cao. Cơ thể Lý Giật Phong bốc cháy ngọn lửa, gã dốc hết sức chém một nhát vào dây leo thô to. Xẹt xẹt xẹt, hư không bị thanh kiếm xé rách, một luồng kiếm quang rực rỡ dài mấy chục thước xuất hiện trong không trung, tung hoành vô địch, xẻ núi lấp biển kèm theo uy lực không gì sánh bằng chém vào dây leo thô to quấn Lâm Tiêu. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng thiên địa, ánh lửa vô tận phun ra khiến lý giật phong khó tin là gã dốc sức chém ra kiếm quang cường đại nhưng nó tựa đứa bé sơ sinh trước dây leo yếu ớt chỉ để lại một lỗ thủng trên quỷ huyết đằng kiếm quang bị nghiền nát bị quỷ huyết đằng vỗ nát vụn dây leo chứa lực lượng cuồng bạo quất mạnh vào lý giật phong lý giật phong lơ lửng trong không trung biến sắc mặt vào lúc chỉ mảnh treo chuông gã nhanh chóng thụt lùi đại nhật nguyên lực dốc sức ngưng tụ trước ngực hình thành phòng ngự dày nặng như hỏa diễm kính thuẫn che chắn Giang giác, dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành đập trúng ngực Lý Giật Phong, đại nhật nguyên lực ngưng tụ thành hỏa diễm kính thuẫn bị nghiền nát. Máu phun ra, Lý Giật Phong văng ngược lại, xương ngực kêu giang giác, Lý Giật Phong té cái bịch xuống nền đá cứng. Lâm Tiêu biến sắc mặt kêu lên, Lý Giật Phong sư huynh, nhưng Lâm Tiêu không dừng lại, đao quang cắt vỡ đóa huyết dương hoa, tay trái sinh ra sức hút mạnh mẽ kéo huyết dương hoa vào lòng bàn tay. Lâm Tiêu nhanh như chớp lùi lại, giờ phút này, khu vực sâu nhất thiên âm cốc truyền ra tiếng gầm giận dữ vô hình. Growl, bùm bùm bùm, thanh âm như tiếng dây cung gân châu đứt, Lâm Tiêu nhìn sâu nhất thiên âm cốc phía xa có vô số dây leo thô to như thủy triều điên cuồng ập hướng mình, khí thế mãnh liệt. Dây leo đánh lý giật phong bị thương cũng lướt nhanh tới sau lưng Lâm Tiêu. Nguy rồi, Lâm Tiêu hết hồn, lòng máy động bỏ huyết dương hoa vào không gian giới chỉ, hai tay nắm chặt thái huyền đao, trong cơ thể vận chuyển nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển đến cực hạn. Ầm ầm ầm, vô tận lãng đao ngũ phẩm phóng lên cao, đôi mắt lâm tiêu đỏ sậm. Lâm tiêu cắn chặt răng, chân dẫm nát mặt đất, hắn nhảy lên cao. Lâm tiêu dốc sức chém một nhát vào dây leo lướt nhanh lên. Vô tận lãng đao, tinh nguyên hóa khí, chém nó, ầm ầm ầm, một luồng đao quang huyễn lệ bắn giá từ chiến đao của lâm tiêu, sóng đao tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, như sóng biển từng đượt vỗ vào đá ngầm, văng vẳng tiếng sóng biển. Công kích va mạnh vào dây leo chứa sát khí đáng sợ, từng tầng nặng nề chém xuống. Xoẹt phập, dây leo bị cắt thủng một lỗ sâu cả tấc, lớp sóng đao đẩy tới trước cắt đứt gần một nửa dây leo. Dây sau dây leo bao phủ trong sát khí đánh nát vô tận lãng đao, quất nhanh vào ngực Lâm Tiêu. Bùm, nguyên lực thủ hộ trước ngực Lâm Tiêu bị đánh nát, máu phun ra. Lâm Tiêu như mũi tên rời dây cung vọt thẳng lên trời. Xẹt xẹt xẹt, phương xa, vô số dây leo phô thiên cái địa điên cuồng vọt tới, quấn quanh Lâm Tiêu lơ lửng trong không trung. Vào phút chỉ mảnh treo chuông sau lưng Lâm Tiêu mọc cánh nguyên lực vô hình, Đi chuyển triển lăng không hư độ. Cánh nguyên lực vỗ nâng lâm tiêu bay lướt qua khu vực vòng ngoài sơn cốc, thoát khỏi vòng vây dây leo. Cùng lúc đó, Lý Giật Phong sư huynh chật vật leo ra khỏi đất đá, ngàn cân treo sợi tóc chạy ra phạm vi quỷ huyết đằng công kích. Ầm ầm ầm, dây leo dập trời cảm giác con mồi chạy thoát, nó rất tức giận, điên cuồng hô dây leo chém ra các vết nứt sâu hóm dưới đất. Vách đá bị va đập, đá to lăn xuống bị dây leo đập nát thành hạt bụi dễ dàng như miếng dậu hủ. Sơn cốc vang một chuỗi tiếng nổ không dứt, bụi mù tràn ngập. thật lâu sau mỗi thứ mới quay về tĩnh lặng. tiếng động lớn khiến nhiều võ giả rèn luyện trong quỷ âm phong cảm giác rõ ràng, biểu tình hoảng sợ. trong thiên âm cốc, lâm tiêu, lý giật phong lòng thầm run sợ nhìn cảnh tượng tận thế, chân mềm nhún. nguy hiểm quá, suýt nữa chúng ta không ra khỏi được. mới rồi lâm tiêu, lý giật phong chậm một giây là sẽ bị một đống dây leo cuốn lấy. một sợi dây leo đủ làm hai người vất vả, nếu một đống cùng công kích thì lâm tiêu. Lý Giật Phong mạnh hơn nữa cũng đành bó tay. Quỷ huyết đằng chắc chắn từ thất tinh trở lên, may mắn mới có một nhánh của nó, không thì chúng ta rất thảm. Lâm Tiêu, Lý Giật Phong ôm ngực nhìn nhau, bỗng cười phá lên. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật tuyệt vời, quan trọng nhất là rốt cuộc giành lấy huyết dương hoa. Mặc dù Lâm Tiêu, Lý Giật Phong bị thương nặng nhưng so với chiếm được huyết dương hoa thì thật nhỏ bé. Không gian giới chỉ truyền ra chấn động, huyết dương hoa to cỡ thao nước, cao nửa người xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, Lý Giật Phong. Gốc huyết dương hoa vừa xuất hiện, âm sát khí bao quanh hai người bỗng chốc tan ra như tuyết gặp ánh nắng. Trong phạm vi mấy thước không còn một chút âm sát khí. Lý Giật Phong giật mình kêu lên, cây này lớn như vậy sao? Hơi thở dương tính thật đậm, năm tuổi của huyết dương hoa này chắc cỡ 3.000 năm. Ngay từ đầu lâm tiêu, Lý Giật Phong cứ nghĩ huyết dương hoa này chỉ khoảng 1.000 tuổi, giờ nhìn kỹ mới thấy khác. Lâm tiêu sở huyết dương hoa, trong đầu hắn hiện ra tư liệu của huyết dương hoa, đúng là đã có 3.000 năm tuổi, là cực phẩm trong huyết dương hoa. Tính theo đẳng cấp linh dược thì huyết dương hoa 3.000 năm tuổi này thuộc hàng linh dược thất sai, còn là loại cực phẩm linh dược, đáng giá gần 10 ước lượng, có tiền cũng không mua được. Chúng ta trị thương trước đi, kiềm nén nỗi lòng vui sướng, lâm tiêu, Lý Giật Phong tự mình dùng chữa thương đan phẩm cấp cao, có huyết dương hoa ở bên cạnh, lâm tiêu, Lý Giật Phong không lo bị âm sát khí xâm nhập, dây thần kinh căng thẳng giãn ra. Hai người tập trung tĩnh dưỡng khoảng mấy canh giờ sau vết thương trên người lâm tiêu gần lành hết lý giật phong thì vẫn chưa lành vết thương lý giật phong mở miệng nói xương ngực của ta vỡ một chút chỉ dựa vào chữa thương đan rất khó phục hồi trong thời gian ngắn nhưng có huyết dương hoa thì chắc không thành vấn đề chỉ cần một ít là vết thương của ta khỏi ngay